Bụt đăng sa ra năng gạch cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tấm măng sa ra năng gạch cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sẵn căng sa ra năng gạch cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đồ trì giảm bi bất đẳng sa ra năng gạch cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đồ tỳ giảm bi đâm măng sa ra năng gạch cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đồ tỳ giảm bi sanh căn sa ra năng gạch cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Đồ tỳ giảm bi bất đẳng sa ra năng gạch cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tập tỳ giảm bi đâm măng sa ra năng gạch cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tập tỳ giảm bi sanh khăn sa ra năng gạch cha mẹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ca ha năng ni thiết tăng pháp vi tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạn tê, dạ chúng con xin vâng. Ma na chi ba ta về là ma ni thì không bất thành tham ma di gia mi. Còn xin với những điều học là quy chánh xa sự sát sanh Adinai Đại Nam Quê Rồi Mạnh Đi Sư Kho Bất Đăng Sâm Ma Địa Gia Ông Mi. Còn xin với những điều học là quy chánh xa sự trồm cốc Cà Mê Sư Mi Chá Cha Ra Quê Rồi Mạnh Đi Sư Kho Bất Đăng Sâm Ma Địa Gia Ông Mi. Con xin với những điều học là quy chánh xa sự tà hạnh mu sa wa da quê ra mạnh y sĩ khâu đang sâm ma giao mi. Con xin với những điều học là quy chánh xa sự nói dối su ra mê ra yam ma cha pa ma đất hai nam quê ra mạnh y sĩ khâu đang sâm ma giao mi. Con xin với những điều học là quy tánh xa si dễ vuông lâu và các chất sai. Ba na ti ba ta quệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cô ý tánh xa sự sát sanh a đến na đa na quệ ra ma ni sức khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra vệ ra ma ni sĩ khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hành mu sa wa da vệ ra ma ni sĩ khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối Sura me rayama cha mama da thana vệ ra ma ni sĩ khả ba đăng sa ma di gia mi. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ni ma ni ban cha sĩ khả ba đa ni sa tu căng ca tu an ấp ba ma đề na ni cha ca lăng sam ra khi ta băng kiều tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải lắm mới như hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. Am tê và chúng con xin vâng. Sì lê na su ga tinh yon ti sì lê na phô ca sâm bạc đa sì lê na ni bu tinh yon ti ta sâm ma sì lăng vị số tha dê theo chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dị giới được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ dị giới
Bởi các thế cho nên chư Phật tử có năng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lòng nhớ. Thay u tam ang ge na quan đề hằng ba đa phận sung và ruột tam ang bồ tề vô khả lý tàu đồ sơ bồ thô khâm tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần nhĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng thầm mạnh cho được vị thắng và răng thầm mê vô khá li tô đổ sâu thầm mơ khâm mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo sắp tội lỗi cho con. Uất tam ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vị thoát tam ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô khâm mà tu tăng mà măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu lành thay. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ đề vạn căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cây liền kiểm sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ động giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khai oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tam học với định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn khâm giải đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Văn kinh chi cu sa la cầm măng ca tập băng ki ri văn ma ma ca dê na quả cha ma na sa ti đa sê sư găng ca tăng dê sa ta san nhì nô a thị dê ca sa ta a san nhì nô ca tăng bệnh nhập hà lăng mây hằng sa bê phà ghi phà hoàn tư tê Đệ tăng ca tăng sư vi đi tăng điện năng mùa nhập hà lăng mà giả dê trà thạch ha trà nan thì đệ qua gạnh to thì dễ đà dâm sáp bê lộ cầm thì dễ sa ta chi quan ta hà ra hê tu ca mà muôn năng vô trà năng sáp bê na phan tu mà ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bằng trời vô tượng được mà hưởng an, phước con hội hưởng dân ban.
Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu. Xin cùng thiên chúng đến hầu mạch nhai, có người làm phước được dài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ là chúng hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính lãnh lễ tri ngài Tri Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Tri Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân ngài Liễu Tông cùng Chư Tôn Đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra. Thành kính nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với Chư Tôn Đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sinh đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính lãnh lễ ngài Liễu Tông cùng Chư Tôn Đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nguyên Trang vào rồi, chuẩn bị cho Nguyên Trang chúc đàn thị giả cho ngài dùm Nguyên Trang ha. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh cung thịnh pháp sư. Trước khi chúng ta được ngài Liễu Tông giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng, và Nhật Bình kính mời tất cả quý anh chị em đạo hữu hoan hỷ đưa những bàn tay xinh đẹp hoặc có những câu chích chát để đạo tràng chúng ta được ngài Liễu Tông giảng dạy để chúng ta đến gần với Đức Thế Tôn hơn. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô ta sa Phật Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta sa Phật Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô ta sa Phật Arahato Samma Sambuddhassa. Tham ma đề sa na ya cha na ga tha Brahma cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha le i an ni va rang a ya cha tha san ti tha sa tap ba ra cham kha cha ti ka đề sa tu tham mang a nu cam bi mang ma chang sa tham ma phê riêng vi na danh cha ka yang su tan cha bản thân a phi tham ma chậm măng a cơ ta dành tơ ta tư sát cha đăng đăng bạp bở tha này dễ ba đi xa và ma ít chê phạm thiên phật ngầm ngùi khẩn khoản phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi a viết lầm đạo dạy đời nhâm vườn lọc dạ ngày dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là Nhôm Kiều Trần Như được nếm hương vị hư dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha giá, và con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh nè. Nam mô Bụt Tha giá, con kính nhân bích đến ngài ạ.
Nam mô tát sa pa va to a ra to sam ma sam bu tát sa Nam mô tát sa pa ga va to a ra to sam ma sam bu tát sa Nam mô tát sa pa ga va to a ra to sam ma sam bu tát sa Nam mô thầy gia kinh bạch chư tôn này dạ kính thưa chư thần sinh nam sinh nữ trong đạo tràng hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ Nam mô thầy gia cảm ơn thiền vụ và dạ, sa thủ mời bằng đai huynh chánh tâm nha đoàn hỷ quá và dạ, mời huynh dạ con thành kính thánh lễ chư tôn đức tăng ni con thành kính thánh lễ sư ngài Liễu Tông và con thành kính thánh lễ sư Chi Đức và các cô tu nữ và con thành con xin kính chào đạo tràng. Dạ kính thưa sư, con có một câu hỏi là con có nghe một vài vị thầy nói là những người cư sĩ ở tại gia có gia đình, nếu mà họ tu tập về thiền định thì họ không bao giờ có thể chứng đắc được. Con không biết cái điều đó là có đúng hay không, nếu mà với là họ nói là tùy vì gia đình thì mình cư sĩ, nếu mà mình mà đa số là những người ở đây cư sĩ họ như chúng con là rất là muốn tu tập về thiền định, nhưng mà có một vị thầy nói là không bao giờ chứng đắc được nếu mà một vị cư sĩ ở tại gia mà tu tập về thiền định. Xin sư giải đáp vấn đề thắc mắc này cho con. Con thành kính ghi ân sư ạ. Con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị cư sĩ tại gia đó, muốn chứng đắc thiền định cũng được mà với điều kiện phải ly gia. Chứ còn vô rừng rồi xong rồi mà chứng đắc thiền định về nhà mà bà chủ nhà ẻo ẻo lại thì cũng quậy thiền như thường. Mình nhớ chuyện đó. Thành ra cái người mà muốn tu thiền hay thiền trí thiền định gì không cần biết, nhưng mà nếu muốn tu là phải giới hạnh phải trong sạch và tất cả những cái phần trở ngại như gia đình hay cái gì gì đó nó đều là cái sự cản trở rất là lớn. Thành ra nếu mà muốn thì phải nói với gia đình cho đi tu dây duyên 3 tháng, 5 tháng, hàng năm gì đó. Tu dây duyên ở đây không có nghĩa là cạo đầu mà cái không cần. Nghĩa là mình vô nở chùa nào mà có cần thiền đàng hoàng, vô nở đó. Sống về như cuộc đời của người tu sĩ, nhưng mà sống ở kiểu cư sĩ. Nếu mà mình là người tham nhân mà có đủ điều kiện thì có thể đắc thiền như thường. Nhưng đắc thiền rồi thì nó ở chùa luôn, chứ nếu mà về thì cũng quậy như thường. Quý vị nên nhớ cái chuyện ngoại thiền nó rất là dễ. Quý vị coi trong kinh điển biết những cái vị mà đạo sĩ hồi xưa người ta đắc thiền, người ta có thần thông đó, tức là có thần thông tức là phải đắc cái cáo cũ thiền đó, chứ không phải là ít. Nhưng mà khi mà từ trên cao mà bay xuống mà gặp mấy cô sinh nữ phà ca mà tắm ở dưới cười giỡn nhau là cũng rớt xuống cái bịch như thường. Tại vì cái ái dục nó phát sinh là thiền nó hoài liền, cho nó không có vậy. Giống như mình nghĩ là đắc rồi đó. Thành ra nhiều người nói tôi đắc đây đắc đó, nhưng mà thầy vẫn sống ở trong gia đình nói chuyện không thể xảy ra được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Tham Ma Ca. Nam mô Sang Kha Ca. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy Huynh Chánh Tâm Sa Thú, con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn Huynh Chánh Tâm đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể có thắc mắc gì thì có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hay có thể chết chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Và con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Dạ, một tuần thì chỉ có một ngày thôi ạ. Một ngày đó là ngày thứ bảy ở bên Mỹ và sáng thứ sáu ở sáng chủ nhật bên Việt Nam.
Dạ, con kính mời. Dạ, sa thú bàn tay của anh Bài. Dạ, Nguyên Trang gửi mic lại cho anh ạ. Cảm ơn Nguyên Trang. Con xin kính chào thầy, sư và đạo tràng. Con mới đi vào làm Phật tử thì con không hiểu là câu hỏi của con có thể nhiều người biết rồi. Đại khái là giống như bây giờ mình mới bắt đầu, mình đang ở nhà, thì nếu như mình tu thì mình đã được cái gì, mình sẽ được cái gì, và tới cái cỡ nào. Dạ con xin cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thầy, dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Tu để được gì thì tu không được gì cả. Bởi vì tu là sự buông bỏ, chứ không phải là sự được cái này được cái kia, không phải. Mình sống trong cái đời này mình có nhiều cái chuyện mà mình cu mang, mình ôm ấp từ lâu giờ đó. Tu là buông bỏ. Mới đầu tu là buông bỏ những cái điều xấu xa. Rồi cho tới khi mình buông bỏ tới cái mức nào đó là ngay cả những cái điều thiện mình cũng phải buông bỏ. Đó. Quý vị nên nhớ, nếu quý vị mà học vi diệu pháp, quý vị sẽ thấy cái người mà đắc cái bậc thấp nhất thôi, đắc sơ thiền, sơ quả, sơ đạo, sơ quả đó, tức là buông bỏ cái gì, nghĩa là tất cả những ác pháp mà liên quan tới bốn đường ác đạo là buông hết, chứ không có giữ được cái gì đó. Ngay cả tài sản cũng chỉ đủ xài chứ. Còn nếu mà có nhiều giàu giống như ông cấp cô độc hay là bà quý sư khả, thì ngày nào ông đem cúng coi như chư tăng cúng tới nổi hết tiền luôn, vẫn thoải mái như thường. Chứ không phải mình mà cho ra vừa đau bụng vừa đau cổ đó, thì cái đó là không phải là người tu. Tu phải là để gom góp. Bởi vì cái bước đầu tiên của người tu là tam quy ngũ giới. Cái đó là mình phải làm cho nó đúng. Chứ nếu mà không đúng thì đừng hy vọng vậy đó. Bởi vì con đường tu hành đó là nó có năm bậc tất cả. Bậc đầu tiên là tam quy, bậc thứ hai là ngũ giới, là hoặc là thập giới, bát giới, vậy tùy theo. Cái thứ ba đó là nếu là cư sĩ thì thập thiện, nhưng mà nếu là nhà sư đó là đầu đà, tức là tu tăng cá đó. Thứ tư là thiền chỉ, và thứ năm là thiền thể. Đó là con đường năm bậc của cái bậc tu hành. Thành ra nếu mà mình là cư sĩ thì tối thiểu cũng hai bậc, tức là nhất là tam quy, thứ hai là giới, tùy theo. Đó là bắt đầu từ đó. Bởi vì giới là mình buông bỏ cái gì. Người cư sĩ thường thường nói là bố thí trì giới, rồi mới tới lên cao. Mình bố thí tức là mình cho ra, tức là cũng là sự buông bỏ. Nhưng mà khi mình trì giới, mình phải có buông bỏ hay là mình lại gì? Thì giới là một sự buông bỏ rất là lớn lao. Thành ra cái ngũ giới của cư sĩ đó là một pháp đại thí, chứ không phải là chuyện bình thường. Mình thường thường mình coi cái đó không có kilo nào, nhưng mà cái đó là cái chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ. Tại sao gọi là đại thí? Bởi vì mình giữ được cái giới thứ nhất, tức là không sát sanh, tức là mình bố thí mạng sống cho người khác. Chuyện lớn chứ không phải chuyện nhỏ. Mình tưởng bình thường là tôi không sát sanh để tôi giữ giới trong sạch, không phải. Tức là mình đã làm cái chuyện rất là lớn chứ không phải nhỏ, tương tự cho những cái giới khác. Bởi vì các nhà chú giải tôi mới ví dụ là người mà giữ ngũ giới trong sạch, tức là người có cái bảo hiểm hoàn toàn nhất đó, cái bảo hiểm mà là nó bảo đảm mình không có đi bốn đường ác đạo trong kiếp tới, còn sao nữa thì không biết. Thành ra tu là để buông bỏ chứ không phải để được gì. Nam mô Bổn Sư Thầy, dạ. Sa thú đành thay con thấy huynh bài đã cảm ơn sư rồi, Nguyên Trang chạy đâu mất tiêu rồi. Dạ Nam mô Bổn Sư Thầy, dạ. Dạ kính chào huynh kinh và dạ, quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị cũng như mời những câu chết chát ạ.
Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, kính mời đạo tràng có những câu hỏi để cho Nhật Quỳnh được học. Qua cái câu hỏi của quý vị thì Nhật Quỳnh sẽ học được nhiều hơn do lời giải thích của Ngài ạ. Dạ, Chánh Tâm, mời Quỳnh Chánh Tâm nha. Dạ, con kính chào chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Ngài Lữ Tông ạ. Và con kính chào đạo tràng ạ. Trong khi chờ đợi các vị hỏi câu hỏi, con cũng có một thêm câu hỏi nữa. Xin sư quan hỷ trả lời. Là con có nghe nói một số người tu tập, nếu họ đến cái tuệ tuệ thiền số 5, thứ 5, cái tuệ diệt á, thì nếu họ được đắc vào được cái tuệ diệt á, thì khi nếu mà họ chưa đi sâu vào nữa, họ chỉ đến tuệ diệt sau khi lúc, thì người ta nói á, nếu mà một vị hành giả mà tu tập được đến cái tuệ diệt thì có thể gọi là một vị tiểu tư đầu hoàng, thì họ có thể không thể sanh vào những cái đường khổ nữa. Mà không biết có phải không, xin Ngài giải thích cho con về vấn đề một cái vụ mà tiểu tư đầu hoàng á Ngài. Nếu mà người đó đắc được đến cái tuệ diệt á, Ngài xin Ngài quan hỷ giải thích cho con. Con cảm ơn, con xin xuống nít ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, kính bạch Tư Tôn Hiền Giả, kính thưa chữ gì, không có gì bảo đảm mà nghe lên tới cái tuệ cao đi nữa, tuệ thứ 11 tức là tuệ xã hành, vẫn có cơ hội đi xuống như được chứ, chứ không phải là không. À, bởi vì mấy cái tuệ đó đó, nó thật sự ra đó, quý vị cứ hành tới cái tuệ xã hành tức là sẵn khả đố bè khả nhà ná đó, cái tâm quý vị đó cũng chỉ là tâm đại thiện dục giới mà thôi. Nó không có năng lực nhiều mà để có thể là bảo đảm cho kiếp đấy. Còn cái người mà giữ được cái đó đó, giữ được cái đó cho tới cái lộ căn tử mà vẫn giữ được như những cái điều mà mình đã chứng đắc đó, nghĩa là tuệ thấy sanh diệt mà qua khỏi cái phiền não minh sát rồi đó, thì có thể bảo đảm một kiếp, chỉ một kiếp theo thôi, kiếp tới thôi, tức là kiếp tới là có thể là được sanh lên cõi trời hay hoặc cõi nhân là nhân thiên, chứ không có đi địa ngục liền, không có đi bốn đường ác đạo liền. Nhưng cái đó là phải tới cái tuệ đó mà không có bị gì á, chứ còn nói thật sự chứ mình là phàm nhân mà thứ nhất vào cái thời này đó, quý vị đừng bao giờ quý vị nghĩ cái tuệ đó là cái tuệ cứng ngắc á, nó không có cứng gì đó, nó hoại rất là dễ, nghĩa là thiền với mấy cái tuệ thấp nó hoại rất là dễ, trừ phi quý vị tất sơ đạo trở lên đó, thì không có bị hoại mà thôi. Còn tất cả những cái người khác đó, vẫn có thể bị như thường. Và trong nó có năm cái điều nguy hiểm cho cái người hành thiền minh sát, nghĩa là hành thiền tới cái tệ xã hành là phải đứng lại đó. Cái đầu tiên đó, anh ta ra cho cái tệ cái chỗ đó, tại sao thiền nó đứng lại mà không đi tiếp, nếu người đó làm vị Bồ Tát đã được thọ ký. Vị Bồ Tát đã được thọ ký là không thể đắc đạo quả trong vòng 4 a tăng kỳ. Đó là cái đó. Cái thứ hai là cái nhân quả liên quan tới phiền não của người đó. Ví dụ người đó phạm giới gì đó. Hoặc là người đó là người lạc vô nhân đó, người nhị nhân đó, thì cũng thể đắc đạo quả được. Cái điều nữa đó là người đó nếu là người có tà kiến độ nặng đó, tức là ba loại tà kiến nặng nhất đó. Rồi cái nữa đó là nó gọi là Ariyu và quá đanh tà ra giá, tức là nói xúc phạm tới bậc thánh. Quý vị dầu là người tam nhân đi nữa, nhưng mà quý vị xúc phạm tới bậc thánh thì dầu rằng có hành thiền tối đa đi nữa cũng chỉ tới tuệ xã hành mà thôi, chứ không lên được. Mình nhớ cái chuyện đó. Thành lại vô thấy ông sư, ông đi cả nhắc cái nói thôi, thứ này mà tu hành gì, nếu mà lỡ ông sư đó mà không là bậc thánh rồi, quý vị là kể như là khỏi đi đâu hết. Rồi cái nữa là cái nghiệp nặng, ngẫu nghịch đại tội đó, lỡ làm cái đó rồi là không thể đắc đạo quả trong kiếp này được. Dầu rằng có hành giỏi cái mấy thì nó cũng không đắc được. Cái ngũ nghịch đại tội điển hình đó là
Như A Xà Thế đó, Đức Phật khi vô nghe pháp, Đức Phật nói là nếu ông này không giết cha thì đã đắc đạo quả ngay lúc này rồi. Và nó đừng có nghĩ là mấy cái tệ thấp thấp mà nó vững bền, nhưng mà nó có vững bền vậy đó. Bởi vì những cái phiền não này có thể nó vô bất cứ lúc nào. Ông Đề Bà Đạt Đa là người tam nhân đó, đắc thiền có thần thông rồi này kia chồng đó, nhưng mà chỉ vì cái lòng tham mà muốn lên thế tranh đua với Đức Phật không đó, mà ông tạo ngũ một trong ngũ nghịch đại tội đó, thành ra đi địa ngục. Đó là những cái đó mà quý vị nên nhớ, đó là cái nguy hiểm của thiền minh sát. Thành ra đừng bao giờ mình tin tưởng chắc chắn là mình có thể mình vượt qua một số cái vấn đề mà mình tới cái tệ đó là mình có thể vượt được. Không có khi nào mà tới cái tệ đạo tệ quả thì mới bảo đảm, mà chưa tới tệ đó đó chưa chắc. Mà nhớ chuyện đó, thành ra nên bao giờ cũng phải giữ mình cho nó thu thúc lục căn, thu thúc giới bổn cho nó chặt chẽ thì may ra còn nhất là không có gì bảo đảm cả. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con thấy huynh chánh tăng đi ăn ngày rồi. Dạ, cảm ơn Phạm Vượng cho nhục huynh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Dạ, và Nguyên Trang bị trục trặc máy rồi. Dạ, bây giờ thì nhục huynh kính mời quý vị. Cảm ơn Thiện Vũ. Mời quý vị có thể đưa những bàn tay qua. Dạ, cảm ơn huynh Thính Pháp. Dạ, con xin được đọc câu hỏi của huynh Thính Pháp ạ. Kính sư, thông thường chúng con nghe nói đến giải thoát, giác ngộ. Vậy chúng con nên hiểu như thế nào về hai cụm từ này? Xin sư khai mở những điểm này. Nam mô Bích Thầy, dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thầy, dạ kính bạch chư tổ, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mà hỏi tới cái tên từ tiếng Việt này thì cũng biết đường đâu mà trả lời. Nhưng mà đại khái là hai cái chữ này nó cùng một nghĩa nhau thôi. Một cái nói là thoát ra khỏi những cái ác pháp, còn giác ngộ tức là đắc được cái thiện pháp hay là chánh pháp đó. Tức là cùng một ý nghĩa, tức là mình thoát ra khỏi những cái điều đau khổ gì ông chồng đó. Mình muốn nói cách nào cũng được đó. Thì khi mà nói vậy là đã chứng tỏ là đã bỏ được cái cần đáng bỏ, hoặc là thấy được cái cần phải thấy. Đó là ý nghĩa của hai danh từ giải thoát cái giác ngộ. Nam mô Bích Thầy. Khi ân ngài rồi, và Nhục Quỳnh cũng thấy rồi. Nếu Nguyên Trang nghe được thì Nhục Quỳnh kính mời Nguyên Trang tiếp tục nghe. Và nếu có câu hỏi hay là đọc câu hỏi thì Nhục Quỳnh hỏi ra giúp một câu. Và nhưng mà trước khi con xuống mít, con bạch ngài một chút xíu, ngài có thể mở VM cho con. Con có một việc con bạch với ngài mà con VM không có được. Và ngài hoan hỷ mở VM cho. Nam mô Bích Thầy, dạ. Dạ, và đạo tràng có vị nào có câu hỏi hoặc có bàn tay không? Nguyên Trang vào đạo tràng rồi có câu hỏi không thì hay là có điều gì để hỏi ngài thì mời Nguyên Trang, hay là Nhục Quỳnh hỏi một câu. Nguyên Trang thấy như sao và đạo tràng thấy như sao? Mình không thể để cái room thiếu câu hỏi, tại vì một tuần lễ đạo tràng chúng ta chỉ được có một ngày thôi. Hỏi một câu ha. Dạ, dạ, vậy cho phép con hỏi một câu ạ. Dạ, bạch hàng ngày con học mà kinh Trung Bộ bài 104 là Samagama, thì nói về những cái luận tội của những vị tỳ khưu có tội, mà con không hiểu được cái chữ này, con cung thỉnh ngài chỉ dạy cho con. Ví dụ như chữ mà tôn giả hãy biết cho rõ ràng, nếu tôn giả nhớ có phạm tội như thế này, hoặc ba la di hay gần ba la di. Dạ, con không biết là ba la di là tội như thế nào. Bạch ngài, ngài chỉ dạy cho con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bích Tha, dạ cảm ơn Hoa Nguyệt. Nam mô Bích Tha, dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Chữ ba la di là mấy ông âm từ chữ ba la chi ca.
Tức là Parikshita là cái tội mà phải lậu vi, tức là bốn cái giới đầu tiên của cái vị tỳ kheo đó, gọi là Parikshita, tức là mình âm theo cái mấy ông chặt là Parikshita, chứ không phải Parikshita, nó không mà học mà âm theo kiểu nửa Tàu nửa Hán nữa là mệt lắm, không có hiểu. Thường thường đó mấy cái điều mà thí dụ như tội đó đó, bốn cái tội đó, 13 cái tội kia đó, thì thường thường nó bị ai mà tố cáo đó, thì thường thường phải ra hội đồng tăng chúng. Cái hội đồng đó đây thành ra người nào mà họ có đọc cái giới bổn của sư được bảy cái điều cuối cùng đó, sam thi karana đó, tức là bốn cái bảy cái điều mà để giải quyết những cái giới hành hay là cái sự phạm giới của nhà sư mà nó không có rõ ràng, thì khi mà cái người đó ra đó thì chư tăng thi tao khi tụng tư ngôn để cho coi vị sư đó biết là tại sao chúng tôi mời ông ra đây để làm gì gì á, thì mới bắt đầu hỏi người ta, nói rằng ông gặp cái cô đó những hành động như vậy, vậy có đúng không? Đó, thì thường thường hành động đó thường trong luật có đề, ví dụ như liên quan tới cái giới bất cộng trụ thứ nhất, thì nó có những cái chuyện gì thì kể ra, ông có nghĩ là ông làm cái điều đó không, hoặc là ông có nghĩ ông làm một cái điều giống như vậy hay không? Đó, hỏi cho tới khi nào ông trả lời đàng hoàng, thì nếu mà đầy đủ thì có thể là ông được thoát, mà nếu mà không có đầy đủ thì có thể là bắt buộc phải lọc y. Thành ra cái chữ ba là gì, là âm từ cái chữ ba là chi cả, ba là chi cả tức là không biết tiếng gì gọi cái gì, nhưng mà là cái tội nặng của nhà sư. Thành ra mà liên quan tới mấy cái đó với bảy cái điều mà sẵn ca xin thể xả thức thần tàn đó, thì bây giờ ông đưa ra hội đồng tăng chúng chỉ dùng cái bảy cái pháp mà liên quan tới giới bổn đó, thì là nếu mà tội nhẹ thì cho đi ở tù bao lâu, mình ở đây ở tù tức là đi hành phạt đó, trong đâu này kia bao lâu rồi này kia, ông dùng đó là do từ trong cái đó ra là một thầy giác. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Trời ơi, bữa con đọc cái bài kinh này mà con cứ nghe thuộc tội ba la di hoặc gần tội ba la di mà con cố gắng con nghe quý sư giảng để con coi cái tội này là cái tội gì, mà con không nghe được liên quan cái tội gì mà cứ nghe ba la di. Bây giờ con được ngài giải thích đến con rất là hoan hỷ, con kính tri ân ngài rất là nhiều, đọc kinh mà không hiểu gì hết, giống như là dịch mà nghe sấm á bạch ngài. Dạ, đã con dốt thì chớ mà gặp mấy cái tiếng này con tri ân ngài rất là nhiều luôn, nên có đôi khi con có những đem cái chỗ khác con nghe con về đây con hỏi ngài thì có lúc lắm ngớ ngẩn lắm, nhưng mà con chấp nhận cho ngài đây con, để con bỏ đi được cái ngớ ngẩn của con tri ân ngài. Và lâu lắm rồi Nhục Quỳnh mới gặp Quỳnh Tinh Thông vào đạo tràng. Quỳnh bây giờ đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên, không phải bàn tay mẹ của mình lên để chào đạo tràng đi. Lâu lắm rồi Quỳnh ơi, kính mời Quỳnh Tinh Thông nha. Dạ mời Quỳnh ạ. Dạ, yeah, alo, Quỳnh Thinh Thâm đã mất tiêu rồi, làm Nhật Quỳnh quê quá vậy. Nhật Quỳnh mời Quỳnh, Quỳnh trống mất tiêu. Dạ, yeah, cảm ơn bạn Vượng Quang Việt Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, yeah, chắc xin ngồi nghe. Rồi, thôi Quỳnh ngồi nghe. Rồi, có bàn tay của Kim Nhung. Dạ, yeah, mời Kim Nhung. Dạ, con kính đỉnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đỉnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, kính chào Thầy Kinh, kính chào các anh chị ở trong lớp học. Con có một câu hỏi như vậy. Khi mà mình vào nhà hàng á, thì lúc đó sáu căn mình á, cùng tiếp xúc với sáu cảnh.
thì lúc đó tâm tham mình nó nổi lên liền à. Thì lúc đó mình làm sao để thu thúc? Vì trong cái sáu cái cảnh này á, thì cảnh nào cũng là cảnh tốt hết ạ. Dạ, con xin Ngài hoan hỷ chỉ giúp con ạ. Dạ, con kính lễ Ngài. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Thầy giả kinh bạch chư tổ này giả kính thưa cho quý vị. Mình vào nhà mình muốn đi ăn thì mình học cái bài kinh mà liên quan tới quán gì bậc thật của ông sư, không phải hành thiện nữa, thì quán trước khi ăn, trong khi ăn, sau khi ăn thôi quán. Thường đại khái nhưng những vật thực này là những vật nguyên chất để chế tạo thì theo ông việc chúng tôi đọc tiếng Việt cho quý vị, còn quý vị muốn biết thì đặt quyển lược của ông sư ra sẽ thấy. Chúng ta là người dùng nó chỉ cũng là vật nguyên chất, không phải không có sinh mạng, chẳng phải chúng sanh được tạo thảo để làm nhiệm gì đó. Đức Phật dạy đó, Đức Phật dạy chưa tăng khi ăn là quán như vậy, chứ không phải là quán rồi cái đưa cái miệng để vô miệng biết rồi dính vô lưỡi biết, cái đó là không có phải. Đó là mấy ông sau này bày ra cho cái quán vật thực đó, mà trong lúc mình đương ăn mình chỉ dùng cái pháp quán để mình biết mình đang làm gì thôi. Chứ còn mà quán theo cái kiểu mà mấy ông chỉ là đưa tay lên biết, đưa vô miệng biết, nổ bao nhiêu đó nó sạch hoặc nó cắn lưỡi cũng đủ bá thở, không có không nên làm vậy. Mà là cơ bài là cái quyển lực của ông sư nào cũng có phần quán như vật thật chỗ ở vậy đó. Thành là khi nào mình muốn làm cái gì đó, ngay cả mình mua đồ mới về, khi mình trồng lên mình cũng quay quán về cái đồ mình sắp mặc như thế nào đó, là cái cách quán của nhà sư đó quý vị. Cái tập cái đó thì cái tâm nó rất là bình tĩnh, nó không có được, nó không có đi làm bàn để cho cái những cái phiền não nó vô nó dụ mình. Cho quý vị nên nhớ mà cái mùi mà nó lên lỗ mũi rồi đó, chỉ có người ở trong bệnh viện Biên Hòa mới ra thì mới không có sự thỏa thích thôi, chứ làm sao không có được. Mà có nhiều người thỏa thích đến nỗi quên niệm để chảy luôn nước gì trong miệng ra, chứ không phải giỡn đâu. Phải tập cái pháp quán về những cái việc đó của ông sư đó, chứ người đời thì thường là không có khó khăn là bắt phải quán. Nhưng mà cái gì nên là coi để biết mấy cái đó đấy, mình có thể mình sử dụng nếu mà mình muốn mình người mà cho nó là có cái niệm lúc nào cũng có thì nó sẽ giúp đỡ nhiều lắm. Nam mô Bổn Thầy Giác. Nam mô Bổn Thầy Giác. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư. Dạ con kính chào đạo trang. Dạ kính chào thầy kinh vừa đến với đạo trang. Dạ con xin sám hối hồi nãy cái đường dây của con nó bị mất à. con phải làm lại từ đầu hết. Dạ con cảm ơn, con đã thấy chị Hồng Nhung. Dạ con kính tri ân sư. Dạ cảm ơn chị Hồng Nhung đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo trang cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ trong khi chờ đợi con có tại câu hỏi của chị Kim Nhung thì làm cho con nhớ là được lại cái câu hỏi mà tụi con có học với nhau. Dạ kính thưa ngài, khi mà lục căn tiếp xúc với lục trần thì sanh ra lục thức, rồi còn là mình kêu là 18 giới, thì con kính xin ngài giải thích cho tụi con tại sao là cái chữ giới ở đây có nghĩa là gì ngài. Dạ ngài có thể con kính mong ngài giải thích giùm con cái chữ mà giới ở đây ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy Giả Kinh Bạch Chư Tôn này giả kính thưa chữ quý vị. Cái chữ giới đó là chữ tha tụ, tức là DHA là trường âm. Rồi chữ T là chữ U. Thành ra cái đó cái nghĩa nó khác, chứ bởi vì mình thường mình nói chữ giới đó nhiều thì nó tùm lum trong đó, chứ nó không có đúng ấy. Rồi cái mình âm là giới riết rằng cho nó tùm lum ra mình không hiểu nó là cái gì. Thì giới đó là chỉ cho bản chất của cái pháp, bản chất thực tính pháp của cái giới đó, chứ không phải là mấy cái chỗ giới mình thấy trên mình. Cái gì giới nó có nhiều cái, điều cấm cũng là giới, điều cho pháp cũng là giới, nó tùm lum hết đó. Thành ra mỗi một cái nó muốn biết cho nó rõ thì mình phải dựa vào những cái
cái từ Bali để mình giải thích. Chứ còn nếu mà mình không dựa vào từ Bali đó thì đôi khi nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái giới đó là nó có 18 cái tha tụ đó. Nếu mà xứ thì nó có 12 xứ Ayatana đó, 12 cái kia 18, nhưng mà nó cũng chỉ chia cho cái tâm sở sắc với niết bàn thôi, chứ không có gì ngoài cái đó. Nhưng mà Đức Phật thì khi ngài thuyết giảng này phải chia ra để cho nó phù hợp với cá tánh của những người như vậy đó. Ví dụ cái người đó đó cá tánh như thế nào thì được ngài giảng như thế nào, chứ không có phải giống như là mà ngài nói chung một lần thì nhiều khi người ta có thể hiểu lầm. Thành ra ngài dùng rất nhiều chữ nó khác nhau vậy đó. Thành ra quý vị nên nhớ mỗi cái gì đó cũng phải dựa vào Bali để cho nó chắc ăn. Thành ra chỉ giới đó là chỉ để nói tới cái thực tính pháp của cái pháp đó, chứ còn không có, nó không có phải là giới giống như mấy chỗ khác. Mình rất có nhất nhiều chữ mà mình dùng theo đời nhiều lắm, nên nhiều khi nó rất là nguy hiểm. Mà đôi khi chúng tôi cũng không có rõ một số cái danh từ mà người ta dịch đó là từ cái bản chữ Hán của ai đó dịch để như thế nào. Thành ra chúng tôi nhiều khi đó cũng không có giải thích một cách gọn ghẽ được. Thành ra quý vị thông cảm. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ sa thú, dạ con kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay có thể chích chat trên màn hình. Dạ, Nguyên Trang xin gửi mic lại cho anh Mỹ ạ. Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Buddhaya, Dhammaya, Sanghaya. Dạ, con kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đánh lễ quý sư và con kính đánh lễ quý thầy và các bạn đạo hữu. Dạ con có tụi con có bàn thảo về cái chuyện cứng đầu, thì tụi con nghĩ cái cứng đầu nó là từ do là tâm tham tà kiến. Nhưng mà tụi con vẫn còn cái thắc mắc là nếu mà cứng đầu á sư, vậy có khi nào vì ngã mạn mà làm cho con người cứng đầu, hay là vì cái tham sở hữu tham thuần tí, không có ngã mạn mà không có ngã mạn, cũng không có tà kiến và cũng không có ngã mạn, có thể làm cho con người cứng đầu không sư? Dạ, đó là câu hỏi của con, là cứng đầu có thể chỉ có một chi pháp sở hữu tham hoặc là một chi pháp sở hữu ngã mạn làm cho con người cứng đầu. Dạ, con kính tạ ơn sư và con xin trả mic lại. Nam mô Bố Thà Gia Kính Bạch Triều Tòa Mẹ Giả Kính Thưa Chư Quý Vị. Thật sự thường thường cứng đầu nó không có liên quan gì một số cái điều mà hồi xưa giờ mình vẫn nghĩ. Thường thường cứng đầu là nó liên quan tới sân nhiều hơn là mấy cái khác. Cái sân đó, mình thường thường mình hiểu sân nó có một chiều thôi, tức là tức giận cái gì đó, không phải. Cái năng lực của cái sân nó làm cho mình con người đó trở thành cứng cỏi, đứng đến cứng đầu, chứ không phải là do tham, do ngã mạn đà kiến. Nhưng mà khi mà nó phát sanh, không phát sanh một hai cái lộ trình tâm gì có tâm sân không, nó phát sanh nó liên hệ tới một số cái tâm sở khác hoặc là một cái tâm khác. Bởi vì tâm nó phát sanh một cái thôi nhưng mà nó liên hệ nhau rồi đó, thành ra nó mới đưa cho cái sự cứng đầu hay là cái gì đó nó nghiêng theo chiều nào, thì mình mới biết cái đó nó thêm được cái nào nữa, chứ không phải là ngã mạn không. Ví dụ như ngã mạn thì nó phát sanh tôn tham, phát sanh không sanh sanh, thì cái ngã mạn nó có một số cái điều kiện để nó phát sanh, chứ không phải lúc nào nó cũng vậy. Thành ra số điều kiện đó mà khi nó phát sanh rồi, ví dụ như phải có sự so sánh bằng hơn thua gì đó, thì cũng có thể làm cho ngã mạn phát sanh. Nhưng mà nếu mà so sánh như vậy không, có chưa chắc gì là người đó được gọi là người cứng đầu.
có người đó có thể là cống cao mà thôi, chứ không phải cứng đầu. Thành ra cứng đầu là nó phát nhân nguồn từ cái tâm sở sân chứ không phải tâm sở đó, nhưng mà nó dựa dòng số cái yếu tố liên quan tới một số cái tâm sở khác tùy theo cái lộ trình tâm mà nó phát sinh liên tục với nhau đó. Bởi vì mỗi hành động chúng sanh đưa tới cái gì mà nó nổi bật của chúng sanh đó, nó phải qua hàng ngàn ngàn tỷ cái lộ trình tâm chứ không phải là nó qua ít. Thành ra cái đó là phải quan sát lâu dài thì mới thấy được, chứ còn nếu mà nói không mà nói một hai cái thực tinh pháp nó cho được cái đó thì có lẽ là nó không có chính xác. Nam mô Bích Thầy. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ sa thú anh Mỹ đã đặt câu hỏi. Dạ con đã thấy anh Mỹ. Dạ sa thú cảm ơn anh Mỹ đặt đầu câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể hỏi với ngài bất cứ mà những cái thắc mắc gì mình về Phật pháp ạ. Dạ sa thú, dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Thích Pháp. Thưa sư, trong kinh Tương Ưng phẩm Cây Lao có nói đến giải thoát ni mốc khá thoát ly, báp mốc khá viễn ly, quý quê cá. Chúng con chưa hiểu rõ những điểm này, kính sư. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bà Chư Tôn Hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Hỏi kiểu này phải đi tìm tạm tạm pháp sư mà hỏi, chứ còn hỏi từ chữ như vậy mỗi một bài nó có cái chữ nó có ý nghĩa khác nhau chứ làm sao nó giống nhau được. Mà hỏi kiểu này chúng tôi cũng chịu thua luôn. Hỏi cái kiểu này thì chỉ có tạm tạm pháp sư mới có khả năng trả lời thôi, chứ bởi vì nó, khi nói đến giải thoát, nói đến lúc nào ở đâu mà cái phẩm đó cái gì sự như thế nào thì mới ấy được, chứ còn nếu mà nói vậy thôi chứ không có khả năng rồi. Chúng tôi có khả năng bởi vì có những cái chúng tôi cần phải tra trong chú giải giải thích, chứ còn mà nói cái kiểu đó thì chúng tôi không có dám nói được. Hồi nó lại giúp cho quý vị hiểu lầm trong giáo pháp Đức Phật thì chúng tôi cũng chết sớm. Là một bức thầy ạ. Dạ, dạ con đã thấy đạo hữu kính pháp, con tri ân sư. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, thầy kinh có câu hỏi không thầy kinh? Dạ, Nguyên Trang kính kính dạ. Ông sa thú Nguyên Trang kính mời bàn tay của anh bài ạ. Nguyên Trang kính gửi mic lại cho anh. Dạ, tôi kính chào sư, chào thầy và đạo tràng. Câu hỏi của con cũng trở lại cái phần cơ bản là khi mà con bắt đầu học cái tứ niệm xứ thì con nghe người ta nói mình học mình thiền, cái tóm lại là mình không có tham, không có mong muốn quá. Nhưng mà khi đi sinh hoạt trong chùa thì con cũng nghe mấy bạn đạo nói chuyện về giống như làm phước để cho tích phước, đó là một cái ví dụ. Thì cái đó mình làm đi làm phước hay là bố thí mà ngoài cái tâm của mình muốn thì cái đó có phải là tham không xưa thưa sư? Dạ con cảm ơn sư. Nam mô Bố Thà, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Khi mình nói mình không muốn là có thể là nó dính vô cái trạng thái của tâm sân rồi. Dầu rằng cái phương tiện lúc đó là mình nói là để mình làm phước, nhưng mà cái chuyện làm phước đó nó chỉ xảy ra có mấy lộ trình tâm mà thôi. Rồi tới cái lộ trình tâm khác là do những ác pháp nó chung vô, bởi vì mình cảm thấy cái đó là không có đúng, không đồng ý, hay là cái chuyện gì ông sùm đó. Thì cái đó là nó phải dựa vào số điều kiện mà biết cái đó là cái tham sân, mà tham thì nó không thể là không đồng ý rồi. Nên nhớ chuyện đó. Bởi vì khi mà nói là mình không đồng ý mà nó chỉ thoáng qua thôi đó, thì nó cũng đã là không phải là tham rồi. Thành ra cái đó là tùy theo cái điều kiện từ lúc đầu mình tới đó, tại sao mình xảy ra được cái sự suy nghĩ đó.
thì phải dựa vào số điều kiện vậy đó để mình mới tính là được. Chứ còn thực tính pháp mà mình nói là tôi không bằng lòng cái chuyện tôi mới làm ngày hôm qua thì không ai biết được đường đâu mà trả lời đó. Cái đó là mình phải theo đi. Chứ còn mà mình không theo dõi để mình biết cái gì đó. Nhưng mà thường thường đó, quý vị không học về tâm tâm sở và sắc pháp đó, rồi những cái cộng từ nhân chia của nó đó, thì quý vị không thể nào biết nó là cái gì. Thành ra cái người muốn hành thiền tứ niệm xứ hay là thiền gì không biết, ngay cả thiền chỉ đi nữa, quý vị cũng phải có pháp học. Còn nếu không có pháp học thì ai nói gì nói chứ, quý vị chỉ đi làm cái việc vô ích mà thôi. Đó. Ví dụ như bây giờ đó, tại sao quý vị lật trong cái thanh tịnh đạo đó, nó có cả một bao nhiêu bài nó liên quan tới đề mục này đề mục nọ của thiền chỉ, tức là phải học. Còn cái thiền minh sát thì cái thường tệ đó là nó nhiều chuyện vậy nữa, mà quý vị không chịu học thì làm sao quý vị có thể đi hành thiền này hành nọ. Mà khi mà mình hành không biết vậy đó thì mình không thấy hành thiền minh sát được, mà không thấy hành thiền minh sát thì mình không biết lộ trình tâm lúc đó nó có cái gì, quý vị nó nhớ gì đó. Thành ra khi mà mình không biết nó có cái gì đó, thành ra dầu mình có niệm gì nữa, tâm có tham, biết có tham hay niệm cái gì, nó cũng chỉ là chế định mà thôi. Mà khi đã nói là chế định thì không phải là hành thiền tứ niệm xứ hay thiền minh. Mình nhớ vậy đó. Vậy đối tượng của thiền minh sát hay thiền tứ niệm xứ, đối tượng nó là thực tính pháp. Mà mình không học để hiểu thế nào là thực tính pháp thì không bao giờ mình hành thiền được những loại loại thiền đó đâu. Anh đã học trước đi, rồi hãy nghe lời mấy ông kia rủ đi hành thiền. Chưa học mà đi hành thiền sao được, phải không? Giờ suy nghĩ là có phải không? Nên nhớ đó, những cái bài học mà ông thầy sư nói mình đó là cái bản đồ của Đức Phật cho chứ không phải là của ổng. Mà mình cầm cái bản đồ mình không hiểu cái bản đồ thì chỉ có một cách là mình trải bản đồ rồi mình đi trên bản đồ, chứ không phải mình dùng bản đồ để mình đi đến cái mục tiêu. Đó, anh đã tốt nhất về học đi, chứ còn không học rồi muốn biết là cái gì thì không thể nào mà ai có khả năng giải thích cho quý vị hiểu được đó. Mình phải học để mình trải qua một số cái điều kiện để người ta nói. Ông thầy sư mà ông cho mình trình pháp rồi ông nói vậy vậy đó, mình mới hiểu được là tại mình nhờ vào cái sức học của mình, chứ không phải nhờ vào sự hiểu biết của ông thầy sư nên nhớ chuyện đó. Nên đừng tưởng là mình gặp ông thầy sư giỏi rồi mình ấy. Có nhiều người ngày xưa dẫn hàng ngày để bác cho Đức Phật, như là gặp được Đức Phật cái bậc thiền sư số 1 của thế giới đó, mà cũng đâu đắc gì đâu, bởi vì người ta không có học. Mình đừng nghĩ mình hơn những người đó, phải học những cái điều rất là cần thiết để biết danh là tại vì sắc là gì này nọ làm sùm rồi mới tính chuyện khác được. Còn mình không biết thì chịu thôi. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư. Dạ kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy anh bài. Dạ con cảm ơn sư. Cảm ơn anh bài đã đặt câu hỏi ạ. Dạ kính thưa sư. Trong khi chờ đợi câu hỏi và bàn tay, dạ con có một thắc mắc ạ. Thưa sư, khi mà thưa ngài, khi mà mình làm cái thiện sự đó ngài, cũng như mình làm phước, mình cúng dường, mình làm phước, mình bố thí, thì cũng như tụi con có người thì nọ, có người thì người ta thích làm một mình, người ta không có thích làm nguyên một nhóm. Rồi có người thì thích làm nguyên một nhóm thì dạ con kính ngài, có thể ngài chỉ dạy cho con là cái nào tốt ngài. Ví dụ như là mình đi nguyên một đám rủ với nhau, cũng như là học rồi mình làm phước chung với nhau, tốt hay là mình tự mình đi một mình ngài. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể chỉ dạy rõ cho con ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Thầy. Gia kính bạch thầy tổ mày nhà, kính thưa chư vị, làm một mình thì kiếp sau đi đâu cũng đi một mình, làm chung thì kiếp sau đi đâu cũng có bầu có bạn, nhưng mà cái đó là tùy theo cái sở thích của cái đám đông và cái sở thích của mình. Mình với cái đám đông mà có thấy nghĩa là không có nghĩa là cái những cái ý kiến mà xáo trộn với nhau đó, thì nên làm đông cũng được. Còn nếu mình thấy cái đám này mà sao nó lộn xộn quá thì mình làm mình cũng được. Nhưng mà cái quả thì nhiều người theo cái này sống mình thôi, mà sao có những người là có bạn bè đi tới đâu cũng có người đưa người đó, còn mình đi tới đâu cũng
kêu Uber để về mình, đó là cái cách đạo phước của mình. Đạo phước mà có người khác thì khác, mà đạo phước không có, có người khác thì rất là đời sau thì ráng chịu đi mình, chứ đừng có than vãn tại sao đời tôi cô đơn vậy mà lúc. Thành ra cái đó là tùy cá nhân mình và cá nhân của những cái chúng sanh mà trong cái nhóm của mình. Nếu họ thích cái việc mình làm thì nên làm chung, mà họ không thích thì không nên, bởi vì họ không thích mà mình rủ họ đi đó, trước sau gì cũng có chuyện. Thành ra tùy theo nhiều cái điều kiện, chứ không phải là một mình quyết định được. Bây giờ đây tới giờ hỏi kinh Melinda với Bình Thịnh Không rồi nha. Hỏi một câu thôi. Trong cái bà thị sẩm phi tha mắt khá đó, có nói đề cập tới 73 cái tuệ, loại tuệ đó, trò trí đó. Thầy phải hỏi coi có loại tuệ nào mà Đức Phật không có. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ, Nam mô Bích Thầy dạ. Kính lễ Tường Thọ Lưu Tông. Dạ, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. À, kính thưa sư, trong 73 tuệ của ngài Sariputta đưa ra thì có một số tuệ của tuệ phàm nhân, thì con nghĩ nếu mà tuệ phàm nhân thì chắc chắn là Đức Phật không có sử dụng tới cái đó, bởi Đức Phật là một A La Hán. Còn những cái tuệ sau cùng là tuệ của Đức Phật. Lâu quá con cũng không có coi kỹ cái phần này con cũng không dám trả lời dứt khoát vấn đề này. À, con cũng thỉnh sư Quan Hỷ giải thích rõ lại cái này. Dạ, nằm ơn. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kinh bạch Chư Tôn Hiền Giả, kinh thưa chư quý vị. Vô đầu tiên, cái tệ đầu tiên tức là tệ văn. Tệ đó mình có nhưng Đức Phật không có. Cái gì có ngạc nhiên không? Tại sao nó mình có Đức Phật không có? Tại vì Đức Phật đó quý vị đọc cái câu mà đảnh lễ ngài đó. Nam mô Tát Sa Quá Tô Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bố Thát Xạ. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, thì ngài đâu cần tự văn phải không? Còn mình ngày nào rung gì học tức là mình cần tự văn đó, thấy chưa đó. Ngài đó, ngài cái tệ đó, cái tệ đó phạm nhân như mình là có nhưng mà ngài không có. Ok, là một cái thầy vậy. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý ngài, dạ con kính chào đạo tràng, dạ sa thú cái câu câu hỏi của ngài rất là hay. Dạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. À. Dạ, hồi nãy Nguyên Trang thấy bàn tay của chị Nhung, không biết phải là chị có câu hỏi không ạ? À? Dạ, con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. À. Dạ, sa thú. Dạ, em kính gửi mic lại cho chị Nhung ạ. À. Dạ, em xin xuống mic ạ. À. Alo. Dạ. À, kính lễ ngày Liễu Tông, kính lễ ngày Trí Đức, kính lễ Thầy Kinh và cùng các anh chị trong đạo tràng. Con có những lúc con cũng thấy mình cũng lấn cấn. Con cũng không biết là việc thiện với việc tốt hay là việc xấu, việc ác, việc dở. Thì giữa cái thiện với cái tốt, giữa cái xấu với cái ác, thì cái thiện nó có giống không? Và cái xấu, cái ác, nó cái dở nó có giống việc ác hay không? Nhiều khi con cũng chưa phân biệt được cái điều này. Dạ, con kính ngài giải thích dùm cho con rõ ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Học với kinh Melinda rồi mà không biết dịch thiện là như thế nào, đâu có được. Thấy không? Bởi vì khi mỗi cái việc nó có cái điều kiện để anh biết cái đó là thiện hay ác, xấu hay tốt. Đó. Còn mình không biết cái đó thì tới chừng mình đi ra mình làm sao làm được, phải không? Rồi bây giờ quý vị muốn đi làm gì đó là sao làm được, phải không? Thành ra thường thường mấy cái đó là nếu mà vị học nào đó, cứ vị coi trong thập thiện á,
cái thứ 10 cái điều để làm cho thiện pháp phát sanh, thì 10 cái tập thiện đó thì quý vị sẽ biết. Nếu quý vị làm bất cứ cái gì nó ở trong 10 cái điều kiện đó đó thì được gọi là mình làm cái thiện, là cái pháp cho quả an vui. Chứ còn nếu mà mình không làm mấy cái đó đó thì cái hậu quả của nó là rất là bất lợi cho mình. Còn cái việc ác thì đối nghịch lại những cái đó. Thì bây giờ đó nó có hai chỗ để mình có đem vô mình chắc là mình hỏi học hỏi rồi biết. Thứ nhất là thập ác nghiệp và thứ hai thập thiện nghiệp. Thập ác nghiệp tức là ba cái giới về thân đó, mình làm ví dụ sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn bốn cái giới liên quan tới khẩu, nói dối, nói là đâm thọc, nói là dối trần, hồi này kia xong đó là ác. Còn có tham, có sân và có tà kiến, cái đó là ý ác nghiệp. Thì cái nào mình có những cái điều kiện đó, tức là mình đã làm việc xấu hay là việc ác. Còn ngược lại cái đó tức là mình tránh ba cái điều về thân đó, ba cái giới về thân đó mình không làm. Và bốn cái giới về khẩu mình không làm. Và người không có ba cái điều xấu trong cái ý ác nghiệp đó, tức là mình đã có thập thiện nghiệp. Mà khi mà có thập thiện nghiệp vậy đó, tức là mình đã làm điều thiện hoặc điều tốt, thì những cái điều đó là nó cho cái quả là quả an vui. Quả an vui là khi nào mình làm gì thì mình dựa vào số cái điều kiện đó để biết mình làm cái đó nó đúng hay không. Thành ra ngay cả trong chú giải của Thắng Pháp Thập Biểu Luận, tức là mới gọi là tiếng Việt chúng tôi không biết cái quyển này quyển gì, nhưng mà quyển Bali nữa là Abhidhammattha Vipavani, Vipavani trong quay Abhidhammattha. Abhidhammattha là cái quyển mình quý vị đang học cái Huynh Kinh, còn giải thích một số điều trong đó gọi là Abhidhammattha Vipavani Dika. Nó có cho những biết mà khi mình làm những cái hậu quả đó, hậu quả mình được gọi là thập thiện ác nghiệp ấy đó, thì nó sẽ nói là khi mà mình làm cái những cái điều gì mà liên quan tới tham á, thì mình sẽ tái sanh làm ngạ quỷ Atula. Còn mình làm những cái gì điều gì phát sát do cái sân đó, sân đó, nghĩa là lúc nào mình làm mình cũng thấy bất bình nóng nảy này kia xong đó, thì chắc chắn là địa ngục. Còn khi mình làm những cái điều gì đó mà mình không rõ như thế nào nào đó, mình vừa giờ theo người ta mình làm nó vui cái gì anh chồng đó, thường thường gọi cái đó là cái si đó, thì sẽ tái sanh làm súc sanh đó. Thành ra cái người nào mà quý vị hay nghe người ta nói là con người có đời sống giống như súc sanh là tỷ rách xả ná ma nút sổ đó, tức là sống đời sống như súc sanh đó. Tức là người đó làm việc gì cũng có cái nhân chính của nó là tâm si đó. Còn quý vị nào mà gọi là cái chúng sanh mà nghĩa là thánh tịnh nóng nảy giống như bị thiêu đốt ở dưới địa ngục đó, nó gọi là niraya manusso, cơ đời sống vậy, đời sống luôn luôn là có những cái chuyện tào lao hay la hay lét hay cãi cọ ông sùng. Còn những cái người mà sanh làm quỷ Atula thì kia do tâm tham đó, thì cái đó nó cũng có cái danh từ, nó gọi là Atulo Manusso. Thành ra biết những cái đó là người đã có đời sống hàng ngày, nó dựa vào số điều kiện để cho mà mình biết cái đó. Còn cái pháp bất thiện mà mình nói tầm bất thiện cái gì đó, thì cái chữ mà bất thiện đó, Akusala đó, nó có năm cái nghĩa khác nhau. Tức là thứ nhất là bệnh hoạn, tại vì cái tham sân si nó luôn đốt cái phiền não, đốt cái tâm não của mình. Cái thứ hai là Asuntharat, tức là không có sự tốt đẹp, nghĩa là không mình làm rồi thì nó không đem lại sự lợi ích gì cả. Cái thứ ba là Acekattha, tức là thiếu sáng suốt, không có được thông minh khéo léo trong những khi mình làm những cái tâm đó. Và cái thứ tư là
xả quách trách thạ, tức là có lỗi lầm đáng chê trách. Và cái thứ năm là đúc khả quý ba cách thạ, tức là cho quả là sự khổ đau, cho quả không đáng mong ước. Thành ra khi nào mình làm cái bất thiện đó, thì bao giờ nó cũng dính vào những cái đó, dính vào cái đó. Còn muốn gì thì hằng ngày quý vị thấy vô rung cô Quỳnh Kinh hay đọc những cái câu bất thiện như thế nào nào đây là phải nhớ để khi nào mà cái tâm mình có những cái trạng thái đó đó thì mình nên biết, chứ còn không thì dễ tiêu lắm, chứ không phải giỡn đâu, dễ tiêu lắm. Cái đó là về cái tâm thiện, cái tâm bất thiện. Còn tâm thiện thì nó nhiều lắm quý vị, tâm thiện nó nhiều lắm, bởi vì từ thiện từ thấp cho tới cao. Cao là như thế nào? Thiện cũng là tâm thiện, nhưng mà cái ấy nó cao, cái quả nó cao. Hoặc là qua khỏi thiện thì có thể là mình có thể đi ra khỏi luân hồi được. Tại vì cái tâm thiện siêu thế đó, nó cũng là thiện. Nhưng mà thiện siêu thế thì nó không có quả gì thục, mà nó chỉ có cái quả gọi là Akaliko thôi. Bởi vì mình nhớ cho Akaliko là chỉ cho tầm quả của tầm thiện siêu thế. Thành ra cái pháp mà cho quả Akaliko đó mình gọi là pháp của Đức Phật dạy đó. Akaliko chỉ có giới hạn là trong tâm siêu thế mà thôi. Còn tầm thường đó, nó không có cho quả Akaliko được. Có thể mình làm ngày nay là kiếp sau mới cho quả. Còn cái tâm thiện siêu thế thì nó cho quả liền. Nghĩa là nó vừa dứt cái tâm thiện là có quả liền. Thành ra cái đó là quả siêu thế. Đó là tâm thiện nó có lợi ích đó. Nghĩa là cho mình luân hồi và cho mình đi ra khỏi luân hồi. Tâm thiện cho luân hồi là cõi nhân thiên, cõi thiền, cõi thiền sắc giới, thiền vô sắc. Đó. Cái đó là thiện hiệp thế. Còn thiện siêu thế đó là nó không có cho đi cõi nào đó, mà nó bớt đi những cái cõi. Và trên nếu mà cái thiện cao nhất đó, là bớt luôn cái kết quả sanh lại nữa. Thành ra khi mà quý vị mà đọc cái bài kinh mà tám pháp an lành, mà thường thường mình đọc nhưng mà mình hiểu theo cái nghĩa thì thế, mình không hiểu theo cái nghĩa mà Đức Phật muốn mình hiểu. Tức là không gần người ác đó. Bây giờ sẽ có na cha pa là năng nghe tụng mừng nó lúc tụng mừng. Thường thường mình nghe nói không gần người ác đó, thì mình cứ nghĩ ông đó bà đó xấu, mình không gần cái đó thì mình hiểu cái đó thì nó hơi nghèo nàn chút. Tại sao? Bởi vì nói không gần người ác á, làm nói tới cái quả. Nó không làm này, không gần ác, không gần cái này đó, mình nói tới cái quả. Mà khi mình làm cái không gần ác, cái quả đó, thì cái nhân là cái gì? Tức là phải gần cái bậc trí đó. Thành ra cái châu đó, nó không gần người ác, tức là nhưng mà nói tới cái quả. Tức là nói tới quả thì ai là người không làm cái ác, không gần cái người ác. Thì chỉ có bậc tứ thánh quả thôi quý vị. Không gần người ác là như vậy đó. Chứ mà cái bây giờ mình muốn không gần người ác mà để được lên tới đó làm thế nào được? Giờ mà tức là hành thiện làm xứ trong cái pháp niệm tâm, tức là tâm có ác với ác. Bởi vì người ác đây là chỉ cho ác gì, ác ở trong chứ không phải ác ở ngoài. Khi nào mình cái tâm mình mà có một trong 12 tâm bất thiện, ngay cả mình ngồi nghe pháp thì mình vẫn gọi là người ác ngồi nghe pháp như thường. Khi mình ngồi thiền mà một trong 12 tâm bất thiện nó xuất hiện trong lộ trình tâm của mình đó, mình bất mãn hay gì giống như cô hỏi đó, làm gì cũng không thích rồi này kia chồng đó, thì mình đó ra dầu rằng mình đó bố thí hay gì cũng là người ác làm phước chứ không phải là người thiện. Thì làm thế nào để không gần người ác, tức là đem người ác ra khỏi cái sự suy nghĩ của mình, mà đem khỏi cái lộ những cái thoát ác ra khỏi cái đầu não của mình đó. Cái đó gọi là thiền tâm quán niệm xứ. Mà nếu mà quý vị có thể làm được tới mức cuối cùng thần tục đó, thì nó sẽ đưa tới cái quả, tức là bậc tứ thánh quả, đưa tới cái nhân cao thì thường nhất là mình phải làm đó, tức là tứ thánh đạo.
Thì cái điều chúng tôi giải thích đây cũng giải thích cho cái câu ấy là câu mà Đức Phật dạy trong cái ngày mà tụ tập chư tăng 1250 vị đó. Không làm việc ác, làm tất cả việc lành, giữ tâm trong sạch chị em chồng, thì nó cũng nằm trong cái ý nghĩa này. Bởi vì khi ngày giảng ở đó, đó, tại sao mình phải nghĩ tới cái quả cao vậy? Bởi vì ngày giảng cho 1250 vị A-la-hán, thì không có lý do gì ngày biểu các ngươi đừng làm ác nha. Không có việc gì đó là không có làm ác. Thành ra ngài muốn giảng tới cái là chính bốn đạo bốn quả và một niết bàn, để cho những cái vị đó, đó đi đi giảng đạo thuyết pháp, giảng cho chúng sanh cũng thấy được cái đó. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nguyên Trang kính gửi mic lại cho chị Nhung ạ. Dạ, con rất kính tri ân ngài đã giải thích rất là tận tình. Dạ, con cũng hiểu. Nhưng mà con còn một cái ý nhỏ nhỏ xíu ở trong cái câu hỏi của con nữa là trong pháp mình á, thì mình nói là việc thiện, nhưng mà ở ngoài đời á, thì họ nói là việc tốt, nhưng vì trong pháp mình thì nói là việc ác, ở ngoài đời thì nói là cái việc đó nó xấu. Thì con muốn biết là giữa cái ác của cái việc thiện của trong pháp mình với việc ác á, thì cái cấp việc thiện trong pháp và việc tốt ở ngoài đời á, thì cái cấp độ nó con cũng biết là nó sẽ có khác nhau, nhưng mà con chưa rõ là nó khác nhau như ở cái mức độ như thế nào, cũng như việc ác ở trong pháp và việc xấu ở ngoài đời á, thì cái cấp độ nó như thế nào. Dạ, con xin ngài hoan hỷ chỉ rõ ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tổ mẹ. Dạ, kính thưa chư vị. Quý vị nên nhớ một điều, khi mình nói theo danh từ và pháp, nó thiện hay ác đó, thì nó có thực tính pháp là cái foundation. Mà khi thấy cái thực tính pháp nó phát sinh mà cho muốn cho đúng mức, thì nó phải có cái chủ ý, tức là cái tâm sở tư chetana đó, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm. Nếu nó hoàn hảo thì nếu gọi theo đời là cái tốt cũng hoàn hảo. Đó. Còn cái thiện pháp trong ấy, thường thường ta dựa vào cái tác ý, chứ người ta không có thể dựa vào cái điều mà nó thành tựu. Có thể quý vị làm việc a việc thiện, nhưng mà cái quả nó không có giống như quý vị muốn được. Tại vì khi cái hành động quý vị làm đó, nó có một số cái điều kiện từ quá khứ đi theo. Con người mình đi đó, con người mình đi trên bình thường trên đường đó, nó có ác pháp thiện pháp đi theo. Mà ác pháp đó, chúng tôi ví như là có hai con chó sói, con chó màu đen, chó màu trắng, nó đuổi mình. Mà con chó màu trắng nó đuổi, tức là mình chạy thông thả nhưng cũng chạy nhanh được. Nhưng mà con chó màu đen đó mà mình chạy, nó đuổi mình mà mình không có chạy cho nhanh thì nó táp mình. Thì cái này cũng vậy, khi mình làm cái việc gì thì phía sau nó cũng có hai chuyện. Nếu cái thiện pháp quá khứ nó mạnh, nó giúp sức được, thì mình làm cái việc thiện nó thành công. Còn cái việc thiện mà làm nó trục trặc là tại vì nó có ác pháp theo nó ghi lại. Nhớ cái chuyện đó. Thành ra mình không thể nào dựa vào những cái danh từ mà người ta dịch nên biết cái nào tốt, cái nào xấu. Mình phải dựa vào thực tính pháp để mình coi cái điều mình làm nó hoàn hảo hay không. Đó, chứ không phải là nó đủ hay không đủ. Đó. Thường thường trong những cái pháp của Đức Phật dạy đó, thì cái pháp nào khi mình nói tới nó đều có bốn chuyện đó, gọi là trà tụ lắc hành ạ của cái pháp đó. Đó. Pháp đó xuất hiện như thế nào, nó làm nhân duyên như thế nào, nhân gần như thế nào, nhân xa thế nào, đều có hết rồi. Chứ còn nếu mà mình không có thì mình biết chắc chắn là nó không có đúng. Bởi vì cái điều kiện là cái nhân gần đó, không thể nào mà cái nhân gần nó là cái ác pháp mà nó quá phát sanh được cả. Thành ra mình quan sát cái đó để mình biết chính xác cái điều mình làm đó, nó đúng mà đúng cỡ nào, nó đầy đủ hay không. Mà đầy đủ phải dựa vào cái chủ ý khi mình làm, trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, và theo chú giải sau khi làm thời gian xa nữa chứ không. Trong Bali thì nói với ba chuyện thôi, tức là bộ khóa chetana, môn trà chetana, là abhara chetana. Nhưng mà trong chú giải họ thêm một cái nữa là abhara chetana. Mà cái abhara chetana này nó rất là quan trọng. Tại sao? Bởi vì nhiều khi cái mình làm mà mấy tháng sau mình không nghĩ tới, chứ tới lúc mình nghĩ tới đó, nó rất là khó mà nó không có nhiều cái khả năng.
Nhưng mà nó nguy hiểm là nguy hiểm chỗ nào? Nếu mình nghĩ tới cái lúc là mình làm cái việc ác gì đó, bây giờ mình thực hiện đi nữa, mà mình có cái sự hối hận nào trong đó rồi đó, mà nó trạng lại trong lậu cận tử, thì mình chỉ có đi xuống thôi, chứ không đường nào đi lên cả. Đó là những cái là mình phải biết để mấy. Chứ còn bây giờ mình hỏi cái danh tự ở ngoài, tốt nhiều tốt ít không ai trả lời được đó. Nhưng mà hỏi theo Phật Pháp thì trả lời được là tại dựa vào cái điều kiện mình làm. Khi mình quyết định mình làm đó, mình lúc đầu mình làm cái tâm mình như thế nào, rồi trong khi làm cái tâm như thế nào, và sau khi làm cái tâm như thế nào, rồi sau khi làm thời gian sau cái tâm như thế nào. Chúng tôi thí dụ quý vị làm lễ dân y, vì cái chùa nào cho quý vị làm chủ lễ dân y, nhiều khi quý vị cho được trước cả năm, thì cả năm ấy, lâu lâu quý vị nghĩ tới à, năm nay mình được làm lễ dân y, tức là mình tạo cái thiện pháp như vậy đó, cái tác ý trước khi làm. Rồi trong khi làm đó, quý vị tới rồi quý vị chuẩn bị để đổi y đi đó, thì quý vị đã thấy cái tên mà nó hay theo, nó chọc mình, nó nói mặc vậy cũng biết chân y này kiếm sọc, nó không đứng trong hàng, nó đổi y. Cái tâm quý vị như thế nào quý vị biết liền vậy đó. Mà khi mà cái tâm lúc đó quý vị đang 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 dân y mà cái tâm nó như vậy, thì sao khi dân y cái tâm quý vị như thế nào, phải không? Rồi nó giúp cho quý vị nổi sân, sân trụ trì, tại sao mình cho ăn trước mà ông còn cho người làm đồng thí chủ với mình, giờ nó lại ông đầu y đầu bác đi gần mình đó, là quý vị nghĩ sao? Mà xin lỗi quý vị đó, nếu mà cái ông trụ trì mà bị quý vị kênh đó, mà ông là bậc thánh là quý vị khỏi khỏi nói nữa. Nó có nhiều chuyện như vậy, chứ nó không phải dễ như mình nghĩ đâu. Mà dễ mình làm chuyện đó được người ta khen là tốt, phải họ khen là chuyện, nhưng mà cái độ tốt hoàn hảo cỡ nào mình nhớ chuyện đó. Thành ra mình phải học Phật Pháp cho nhiều đi, khi mình làm mình đo lường cái đó qua cái điều kiện của thực tính pháp, chứ mình đừng bây giờ mình đo lường qua cái điều kiện của người ta vỗ tay nhiều hay ít, người ta ủng hộ mình nhiều hay ít, người ta khen mình rồi này kia nhiều ít, cái đó không có quan trọng. Quan trọng là những cái điều, cái nhân mà nó bên trong, cái nhân gần mà làm cho cái công việc mình đang làm đó thành tựu một cách hoàn hảo đối với tác ý ba hay bốn thầy. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ con kính tịnh lễ quý sư. Dạ kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con đã thấy chị Kim Nhung. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ cảm ơn câu hỏi của chị. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng. Hồi nãy con thấy có một bàn tay của một đạo hữu nữa mà con không nhớ. Dạ kính mời ạ. Kính mời Nguyên Trang không nhớ là cái tên của ai, nhưng mà Nguyên Trang lúc đó thấy hai người đẩy tay cùng một lúc. Dạ kính mời quý cô chú, nếu mà có câu thắc mắc nào có thể hỏi trực tiếp với ngài. Dạ kính mời giơ tay để hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ Nguyên Trang kính mời. Dạ có thể chết chát trên màn hình. Thời gian cũng không còn nhiều ạ. Bên giờ cũng khoảng còn chỉ còn là 50 phút nữa thôi ạ. Dạ Nguyên Trang kính mời. Dạ sa thú. Dạ Nguyên Trang xin gửi mic lại cho anh Mỹ ạ. Dạ con kính chào sư. Dạ trong bản niêu về cái phần dục, về cái phần tâm vô nhân của sư, con có điều thắc mắc là cái theo cái thứ tự của cái tâm lúc nào nó khởi lên, thì theo cái nghĩ của con như vậy, nhưng mà không biết có đúng hay không, xin sư chỉ dạy cho, là kháng ngũ môn nó lên trước, là và nó mở cửa cho những cái thức kia nó vào, như là nhĩ thức nó vào, rồi tới sau đó rồi tới kháng ý môn nó lên để mà nó cho tâm tiếp thu nó vào, hoặc là cho rồi sau đó mới tâm quan sát nó vào. Vậy là theo cái tuần tự như là kháng ý môn trước, xong rồi tới mấy cái thức như là nhĩ thức, xong rồi tới kháng ý môn, xong rồi tới tiếp thu, rồi xong tới quan sát. Có phải như vậy không sư? Dạ, xin sư chỉ dạy. Cảm ơn sư.
Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Thường là cái tâm mình ở trong cái lộ hữu phần, những sách nào hữu phần liên tục cho tới khi một trong năm cái đối tượng về sắc thanh hương vị xúc nó xúc vào cái sắc thần kinh của năm cái hạng đó, thì cái lúc đó là một trong năm cái ngũ song thức nó phát sanh. Ví dụ như là chặt khu huyên nhan đi, rồi nó xuống ba bốn cái tâm để nó quan sát nào này kim sùng sống tịch cha ná sẵn ti ra ná, rồi quốc thập pha ná, rồi mới quốc thập pha ná, tức là cái tâm đó là tâm kháng ý môn, nhưng mà cái lúc đó là nó làm nhiệm vụ quan sát quốc thập pha ná, chứ nó không có làm nhiệm vụ là mở cổng mở cửa vậy đó. Rồi sau đó nó mới xuống sáu bảy cái sau ná, rồi thường bảy sáu pha ná của những cái loại như vậy đó, thì thường đó là 12 tâm bất thiện và 8 cái tâm đại thiện. Rồi sau đó nếu mà cái đối tượng nó mạnh thì nó xuống 2 cái tâm thập di. Đó, 2 tâm di tức là 2 tâm di là tâm mà trong 11 cái tâm làm nhiệm vụ thập di đó, tức là 8 tâm đại thiện đại quả, 8 tâm đại quả dục giới với 3 tâm sanh ti ra ná vô nhân. Rồi sau đó là nó lại xuống có quan khá trở lại, xuống nhiều khi hàng tỷ tỷ sanh na, chứ không phải một hai, là nó lên một cái lộ ý, lên một cái lộ của ý, lộ ý để ghi nhận cái đó, ghi nhận cái điểm đó chứ không phải ghi nhận cái đối tượng đó. Dầu rằng đó là sắc canh sắc, nhưng mà mỗi lộ trình tâm nó ghi nhận có một điểm, một điểm, một điểm, nó nhỏ thôi. Quý vị đừng có nghĩ mà một lộ tâm phát sanh là thấy cả cái cây hay là cái mặt của người ta, không phải. Nó nhận có một điểm thôi, rồi nó về đó nó đi lặp lại cho ta hàng ngàn tỷ tỷ lộ trình tâm này, nó mới vẽ ra được cái gì. Ví dụ như hồi xưa đó, nếu mà chúng tôi không biết cái vị hỏi đến cỡ nào chúng tôi không biết, như cỡ chúng tôi kinh Nguyên Đa hay là Huynh Thịnh Thông là biết hồi xưa cái máy in của mình, máy in nó gọi là dot matrix á, mỗi lần nó gõ một chấm 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 là thành chữ cho mình, nó gõ nhiều lắm chứ máy là nó cái đó đó. Là mỗi cái lộ trình tâm nó chỉ nhận có cái chấm nó thôi, chứ nó không có nhận được hàng ngàn tỷ cái lộ trình tâm, rồi nó mới vẽ thành cái còn trẻ ha, là lúc đó là phải viết tay không chứ không có cái máy chấm chấm vậy. Hàng ngàn tỷ cái chấm như vậy đó nó mới ra cái gì, nhớ chuyện đó, nó mới ra cái hình ảnh gì. Thì cái hình ảnh đó là sau đó hai cái lộ của ý môn nó phát sinh để mình ấy, nếu mà mình biết cái đó là cái gì đó thì cái lộ ý môn gọi là mắt khá ná quy thị, tức là nói tên ra. Còn mình chỉ nhận dạng mình không biết tên gì được, rồi ạch thật khá ná quy thị, tức là chỉ nhận được cái hình ảnh cái dáng dấp vậy thôi. Đó, nó tự sáng tới chiều tâm mình phát sanh không biết bao nhiêu mà nói, thì nó mình mới biết chuyện này chuyện nọ, chuyện cái chế định, chuyện cái thực tính pháp là vậy, chứ không phải là một hai lộ trình tâm mà mình có thể thấy được đâu. Nam mô Bố Thầy. Dạ Nam mô Bố Thầy. Dạ và con kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết là anh Mỹ còn thắc mắc nữa không ạ? Dạ. À, Nguyên Trang thấy bàn tay của Hà, Nguyên Trang gửi mic lại cho Hà ha. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Lưu Thông, con kính đảnh lễ quý sư, thầy kinh và đạo tràng, quý cô tu nữ. Dạ, con có câu hỏi này. Dạ, trong lúc mình hành pháp hành tứ niệm xứ trong công việc hàng ngày đó thưa sư, thì con thấy có khi mình phải chặn lại cái hồi ức cái quá khứ để nhận biết cái này màu xanh mà cái nó không phải là màu đỏ, hoặc cái này có con dao chứ không phải cái búa, thì cái đó nó có mâu thuẫn với lại mình niệm trong hiện tại, hay là nếu mà mình không chặn lại, không có sở hữu tưởng để nó quay lại để nhận biết màu trắng màu xanh đàn ông đàn bà, hoặc là con dao hoặc cái búa, thì làm sao mình nhận biết được à? Mà nếu mà mình chạm lại trong quá khứ một chút xíu cái tưởng thì nó có đúng là thành tứ niệm xứ trong hiện tại không à? Xin sư chỉ bảo. Còn xin sư.
Nam mô Bố Thầy, dạ, kính bạch chư tôn nguyện, dạ, kính thưa chư quý vị, quý vị làm công việc hàng ngày thì không thể nào gọi là thiền, hành thiền được. Bởi vì Đức Phật dạy rồi, có hai trường thiền này giới thiệu rồi đó, chỉ có hai trường thiền, hai loại trường thiền mà thôi. Khu nhà quan ngôi rừng vắng. Thì mình vô đó mình không có làm gì hết, ngoại trừ cái tâm mình đã làm việc theo cái điều kiện của những cái đối tượng mà mình phải quan sát. Mình nhớ chuyện đó. Ngài không có kêu mình giờ nấu cơm, giờ hành thiền, không có chuyện đó. Ngài cũng không có kêu mình đi tới đường thiền của Ngài Ma Si hoặc là đường thiền của Ngài Ba Úc cũng có. Khu nhà quan ngôi rừng vắng, hai chỗ thôi. Để làm gì? Để trong đó mình không thấy, không nghe những cái tiếng động, tiếng gì nó làm cho mình mất đi cái tinh tấn, niệm và trí tuệ để quan sát cái những cái đối tượng mà nó giới thiệu cái tour cái những cái hình ảnh của nó vô con mắt, vô lỗ tai, lỗ mũi của mình. Mà nhớ chuyện đó, thấy không? Thành ra khi mình làm việc ở nhà, làm việc cái gì đó, nếu mình nói mình làm cái đó là nó sai. Cái đó là chỉ tập để cái niệm mình nó có thể nó bắt được những cái chế định pháp liên quan tới công việc mà thôi. Nghĩa là để cho cái tâm mình đừng đi bậy bạ, để máy nó đè lên tay hoặc nó chích vô mặt, nó văng biển vô mặt vậy thôi. Chứ không thể gọi là thiền được. Thiền là công việc làm của tâm. Thiền nó có hai định nghĩa. Thiền là quan sát đối tượng, chỉ thiền chỉ, và thiền là để tiêu diệt những cái trở ngại cho cái việc làm của mình, tức là cho cái sự quan sát của mình mà thôi. Mình quan sát cái phiền não nó trùng vô thì mình biết cái đó là một trong những cái phiền não gì đó, mình để cho nó mất để mình tiếp tục làm việc đó. Chứ còn bây giờ mình lái xe lấy đồ mà chỉ có niệm không mà thôi, chứ làm sao mà nói hành thiền thì không lúc lái xe đó. Thì trong lúc lái xe dược đường đỏ, cái niệm mà thấy dược được rồi, cái thấy xe đèn cảnh sát ngừng lại, cảnh sát lại nó biểu đưa giấy đây, nghe à nó cho vô bót chợ đó. Nào mình nhớ mình lái xe là cứ lái xe, bởi vì tất cả đối tượng xung quanh đó là chế định pháp. Mình chỉ có nhiệm vụ dùng cái niệm của mình để mình quan sát cho nó đúng mà thôi, chứ không có vụ thiền. Không biết ai dạy kiểu đó, chúng tôi không biết, nhưng mà cái đó là sai rồi, không nên. Bởi vì cái đó là thật rồi đó, không phải thiền đâu. Nam mô Bố Thầy, dạ. Nam mô Bố Thầy, dạ. Và con kính đảnh lễ quý sư, và con kính chào đạo tràng. Và con đã thấy đạo hữu dạ Hà đã xa thú, con hiểu mà. Dạ. Cảm ơn Hà đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, con thấy bàn tay của thầy kinh. Dạ, con kính dâng bích lại cho thầy ạ. Dạ, Nam mô Bố Thầy, dạ. Dạ, kính lễ Thượng tọa Lưu Tông, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng. À, xin kính chào tất cả quý vị. Dạ, thì theo qua cái câu hỏi của Sô Ma Ghi Hí đó sư. À, con thấy cái cách đó cũng là cái hay chứ sư. Nói như mình ở nhà mình tập làm gì mình cũng biết, cầm biết, nấu bếp, rồi xào, chiên gì cũng biết. Thì nó cũng là một cái giáo tập, một cái thường thân cái duyên giúp cho mình có được một cái trí nhớ. À, một cái làm gì cũng biết mình. À, cũng con thấy cái đó cũng là một cái điều kiện để mình có thể giúp cho cái tâm mình nó có được một cái sự mà ghi nhận, ghi nhớ, không có bị lãng quên. À, thì như vậy nó cũng có là một cái vấn đề để giúp cho người đó về sau này có đi vào đường thiền, nó cũng có được cái... giống như là thường cận duyên, không có thói quen. Thì theo vấn đề đó thì thầy sư thì mình có nên tập như vậy hay không, hay là mình không cần phải tập như vậy? Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bố Thầy, dạ, kính bạch chư tôn nguyện, dạ, kính thưa chư vị, tập thì cũng được chứ không không, nhưng mà nó nói là tập niệm chứ đừng nói tập thiền. Vì nên nhớ chuyện đó, hai cái nó sai rất nhiều. Thiền minh sát câu đầu là gì? Atabi sampachano sati ma. Thì nó phải có đối tượng là thực tính pháp, chứ không thể nào nói là nấu cơm mà hành thiền được đó. Ngay cái ăn cơm chưa hành thiền được. Bởi vì nếu ăn cơm mà quý vị thấy thực tính pháp sẽ quý vị nhai. Nó làm gì làm cho trúng, nói gì nói cho trúng. Đó. Thấy rõ ràng không?
Đây là con đường duy nhất Đức Phật nói rồi, Atabi Sampachano Satima, để bạn đừng có nói gì để cho nó sai lạc, chứ còn mình nói được riết quen. Đi đâu cũng, tôi nấu cơm tôi có hành tiền, nói trời nói vậy không có sách trời dở nào dạy vậy đó. Quý vị có quyền tập niệm trong bất cứ mọi trường hợp, ghi nhận bằng niệm mà chưa chắc đã ghi nhận tốt nữa, thì nói là tôi đang tập để cho tôi có nhiều, càng nhiều niệm càng tốt. Bởi vì lúc đó thường là chế định hết chứ không có cái vụ thực tinh pháp. Mà khi mà nói tới thiền minh sát, quý vị phải hiểu là phải có thực tinh pháp là đối tượng. Và rõ ràng cái chi pháp của nó đó là con đường bát thánh đạo. Atabi Sampachano Satima là cái chi pháp của con đường bát thánh đạo, tức là con đường duy nhất dẫn tới mục tiêu duy nhất là niết bàn. Đó. Thành ra mình nói cho nó đúng để cho người ta còn hiểu được nhiều chuyện, chứ còn mình đây đâu mình cũng nói giống như mình khoe thì không có nè. Mình làm thiện pháp được, làm cho đúng thì cái quả nó tốt đi chứ khỏi mất gì hết. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ con kính đảnh lễ quý sư. Dạ kính cảm ơn thầy kinh đã đặt câu hỏi ạ. À, chị Nhung ơi, em thấy chị có cầm mic hay đúng không ạ? Ồ, thấy bàn tay. Dạ, thấy bàn tay của Hà. Dạ Nguyên Trang kính gửi mic không có hả? Dạ. Rồi, Nguyên Trang kính gửi mic lại cho Hà nha. Dạ thưa sư, hồi nãy con thấy sư có nói về cái chế định thì con thấy là khi cái này là cái kinh nghiệm của con, thì con thấy khi mà hành thiền á, đối với con á, cái chế định á, nó cái nghĩa như là khi thấy ngứa ở chân hay bàn chân thì cái đó là chế định, con biết nó là tục đế. Thì khi mình nói đến chân tay hoặc là cái ngữ danh từ thường của người ta dùng, nhưng mà thường khi lúc ban đầu hành á, con thấy cái đó nó chạm đến cái con nhiều quá, thì không biết làm sao để mình có thể tránh bớt cái những cái danh từ tục đế chế định như vậy, thì có cách nào hay là cứ phải tiếp tục hành thiền thì từ từ nó sẽ nhường chỗ cho danh với sắc thế vô. Thành sư giảng cho con thêm rõ không? Nam mô Bổn Thầy. Dạ kính bạch Chư Tôn. Dạ kính thưa chư quý vị, mình nhớ đó, thường thường chúng ta đối diện chế định nhiều, nhưng mà chế định nó có ba loại khác nhau. Chế định có thực tinh pháp, chế định có một nửa thực tinh pháp và chế định không có thực tinh pháp. Quý vị học để hiểu đó, để phân biệt cho nó dễ. Thành ra khi mình niệm hay là quan sát cái gì đều phải quan sát, dầu là chế định nhưng phải có thực tinh pháp. Quý vị nên nhớ lần đầu tiên mà ông sư vô tu đó, Đức Phật dạy là ông sư phải tập để hành thiền. Ngài dạy cái gì? Kê xả lô ma nó khả thanh ta tại chỗ. Kể rất đơn giản, người ta không hiểu cái đó là thiền tứ niệm xứ, người ta cứ niệm vậy thôi. Nhưng mà tại sao là cái đối tượng mà mình niệm cây xả lô ma, cái niệm cái chế định đó mà nó có thể nó đưa mình tới đắc thiền hoặc đạo quả được? Bởi vì khi quý vị niệm mà cây xả đó, bởi vì cái đó là có thực tinh pháp, cái chế định đó, chữ cây xả đó tức là tóc đó, là loại chế định nó có thực tinh pháp và có một nửa thực tinh pháp. Nó có một nửa thực tinh pháp là lúc nào? Khi quý vị niệm tóc đó, nếu mà nó phát sanh ra màu đen, ví dụ tóc quý vị màu đen, thì cái màu đó nó không phải là thực tinh pháp, mà nó có khả năng làm cho quý vị đắc thiền, bởi vì màu đó là quý vị có thể hành cà si ná được. Đó. Hoặc là quý vị niệm tóc mà nó hành cái phần dơ bẩn đó, cái dần dơ bẩn của tóc cái trong trong cái
Thì cái đó nó cũng chỉ có một nửa thượng pháp, là nó làm cho quý vị có thể hành thiền về cái đề mục mà bất tịnh, bất bất mỹ được. Nhưng mà nếu quý vị niệm cái đó mà nó thật tinh pháp, nó phát sanh lúc nào là khi lúc nào quý vị thấy cái trạng thái cứng hay mềm của cái tóc tóc quý vị niệm, cái đó là cái chế định có thực tinh pháp 100%. Thành ra khi quý vị làm việc, quý vị nên lựa những cái điều nào mà cái niệm quý vị bắt vô đó mà có thể, cái đó là chế định. Nhưng mà chế định nếu nó có thực tinh pháp thì nó có lợi về sau. Còn nếu chế định không có thực tinh pháp thì chắc chắn là cả đời cũng không có là giúp được quý vị nhiều. Bất quá nó tạo cho quý vị có cái một cái khả năng để tập niệm mà thôi. Mình nhớ chứ. Chứ không phải lúc nào cũng mình nghĩ chế định nào tốt hết. Ví dụ quý vị niệm có những cái lối niệm mà nó không có thực tánh pháp, mà niệm hoài thì nó không vậy thôi. Đó, thành ra nên học một số cái điều kiện về tâm thân sở với sắc, nên biết cái nào là những cái đối tượng nào là thực tánh pháp nhưng mà có chế định mình hằng ngày mình phải dùng, thì nên tập dùng những cái danh từ đó để một ngày kia mình có thời giờ mình vô trường thiền, mình ngồi mình làm hạ thủ công quân trong trăm đó, nó phát anh rất nhiều lợi ích. Chứ còn nếu không thì mình vô đó mình ở càng lâu thì cái tâm nó càng chán nản thôi. Nó cũng có tính pháp là phương pháp chán nản hay là sân si rồi này kia, nó không có thực tính pháp, nhưng mà lúc đó thực tính pháp được thể hiện qua chế định pháp mà thôi. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ con đã thấy đạo hữu, đã thấy Hà Sa Thú ngài ạ. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ. Dạ con cảm ơn. Dạ cảm ơn chị Kim. Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ. Dạ con kính gửi mic lại cho thầy Kinh ạ. Nam mô Bổn Thầy đó, kính lễ từ từ lưu tông, kính lễ cho công đức và thân chào quý vị. Theo như cách sư trình bày mà thực tính pháp nữa, thực tính pháp nữa sư, con biết là rất khó hiểu. Sư trình bày con thấy là rất là khó hiểu trong vấn đề này. Thì bây giờ kính thỉnh sư Quang Hiển giải thích cách rõ ràng hơn. Chẳng hạn như bây giờ con nói giờ một cái bước đi, ví dụ giờ một người nó đứng ta bước đi, đi kinh hành là giờ bước phải, bước trái, bước. Thì kính thỉnh sư Quang Hỷ giải thích cái thực tính pháp nó nằm chỗ nào, mà cái mà phi thực tính pháp nó nằm ở chỗ nào. Con cũng thỉnh sư giải thích rõ ràng hơn ạ. Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, kính bạch chư tông. Dạ, kính thưa chư quý vị. Vì đi mà đếm dở bước đạp đá tức là nó không có thực tính pháp. Nên nhớ đó, chúng tôi hồi xưa chúng ta khi chúng tôi ở thiền của ngài Ma Si, chúng tôi thì hành cái thiền mà cái phòng xẹp thì chúng tôi hành không có được, thì chúng tôi mới lên trình với ông thiền sư. Chúng tôi nói xưa giờ chúng tôi ngay cả ở Thái chúng tôi cũng hành quan sát cái sự tiếp xúc trong lỗ mũi, chứ còn cái phòng xẹp này chúng tôi làm quen xin có đổi đâu. Ông thiền sư cũng chứng định không chịu, không cho, không biết ở đây là phòng xẹp. Tới chừng cái lúc đó tôi ở đó khoảng 2 tháng à, tôi về bởi hết visa về hay lên hỏi ông xin ngài cho biết là quan sát cái bụng xe phòng xẹp để thấy cái gì, chờ anh câu đó rồi xin ngài cho biết. Ông nói là chịt tà chá vô tha tụ. Thì bây giờ mình niệm cái phòng xẹp đó mà mình nhìn mình thấy cái bụng mà nó phòng đó, đó là chế định 100%. Nhưng nếu mình dựa vào cái bụng để mình thấy cái chuyển động đó, tức là cái chuyển động đó là có thực tính pháp, chế định mà có thực tính pháp. Bởi vì cái chuyển động đó mình mới thấy cái chịt tà chá qua vô tha tụ, tức là cái chất gió phát sanh. Cái chuyển động của cái chất gió phát sanh vô tâm, bởi vì mình muốn bước. Ăn ý đầu tiên mình muốn bước thì những cái tác động của cái lộ ý đó, muốn bước đó, thì nó làm phát sinh chất gió, tức là một trong tứ đại đó, chất gió phát sinh do tâm. Thì chất gió nó chuyển động thì mình quan sát cái chuyển động đó mình mới gọi là thiền hành. Chứ còn mình không quan sát được cái chuyển động thì mình không thể nào thấy thiền hành được hết. Nhưng mà trong cái lúc mà từ sau này chúng tôi qua chỗ trường thiền khác á, thì có cái vị đó đó,
quý cũng đi nhiều trường thiền lắm, xuống hành về một đó thì quý vị ông đó là ông là kỹ sư hay cái gì đó ở ngoài, mà ông vô ông hành thì chúng tôi có nói chuyện với ông, nói riêng với ông ở ngoài quốc mà là nó mình nói mình dùng cái ngôn ngữ tiếng Anh mình thông cảm nha được nói, thì ông nói ông thầy của ông á, thầy sư mà dạy ông đó, là khi mình quan sát trừ cái cử động mình khó thấy đó, thì mình muốn quan sát cử động thấy trước hết mình phải tìm cái nơi nào mà cái sự hút của cái đất á, tức là cái center of gravity đó, nó vô cái háng của mình lên xuống cái gót chân đó, coi chỗ nào dò thử coi cái chỗ nào mà nghĩa là hút nhiều nhất để mình thấy rõ nhất chỗ đó, quan sát thử thời gian thôi. Đó. Sau này chúng tôi mới biết và chúng tôi bài cho nhiều người đó, phải tìm được cái nơi mà nó cái lực mà nó tác động mạnh nhất để mình chỉ quan sát đó thì mình dễ thấy cái chuyển động của chất gió hơn. À. Nhưng mà có nhiều người làm không được là tại sao? Tại vì họ vẫn có để nguyên cái bàn chân hay nguyên cái chân ở trong cái lộ tư tưởng của mình thì không có được. Nhớ vậy đó. Mà kinh nghiệm cho nhiều người mà hành tới nơi tới chốn đó, thì cái phòng xẹp không phải là do hơi thở nè, nhớ vậy đó. Phòng xẹp phải do hơi thở. Mà mình cứ nghĩ phòng xẹp do hơi thở ra mình cứ cho rằng mình hành hơi thở riết là nó đi từ xưa nó đi ba đồng bảy đổi cho nó không có trở lại cái điểm chính được là vậy. Bởi vì cái hơi thở chỉ vô tới cái bao tử thôi. Mà khi mà nó vô tới bao tử mà nó có khả năng mà nó đi xuống tới bụng nữa đó, thì chắc là cái bao tử nó bị sẫm Vũ Hán nó vô nó cắn rồi mới lũng phổi rồi cái kia nó chạy xuống tới đó, nó không có xuống tới đó, chỉ xuống tới phổi, vô tới phổi thôi. Thành ra mình quan sát, mà quan sát thực tinh pháp là chất gió trong người mình nó có 6 loại đó. Loại đi xuống là gì là quên biết rồi, gì đi lên là gì, đi ngang đi dọc là gì đó, một trong 6 loại đó thôi đó. Thành ra quan sát một trong 6 loại đó, mình nó ở bụng nó khác mà ở chân nó khác, thì mình nhìn cái cách đó thì cái tâm mình nó không có phóng, bởi nó bắt được một cái điểm nào rồi đó là nó đi dính rất là sâu, nó dính là chặt đó, dính là chặt. Thành ra nhiều khi mình đi, người nào mà nắm được cái đó đấy, người ngoài nhìn vô dễ biết rồi, đó đi là bước dài bước ngắn, không có cân có dụng bước dài bước ngắn, mà không có bước nặng bước nhẹ, không có bước cao bước thấp, tức là biết họ đã tìm được cái chỗ để họ dán cái tâm họ vô, dán cái niệm họ vô. Còn nếu mà chưa tìm được cái chỗ để dán cái niệm của mình vô đó, mình bước dài bước ngắn bước nặng bước nhẹ thì đi nghiêng qua nghiêng lại liền, nên thì ông Vinh về thử được cái đó rồi đó. Thành ra mình phải nhìn vào những cái chỗ nào mà có thể để mình thấy được thực tính pháp á, thì cái năng lực của cái niệm, cái tinh cần cái niệm với cái thực thể mình nó có năng lực mình thấy được sự chuyển động của chất gió, lúc đó mới gọi là quan sát cái bước đi đúng nhất. Còn nếu không mà chưa chắc. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, xa thấu dạ, kính trân thượng tọa cái tông. Dạ, nhưng mà trong cái vấn đề này con thấy cũng có nhiều cái vấn đề mình cần phải được đặt ra. Dạ, ví dụ như sư nói giờ mình như vấn đề trong cái thiền tứ niệm xứ là chúng ta lấy đối tượng là thực tính pháp. À, nhưng mà bây giờ khi mà bước đi như vậy thì giờ cái chất gió nó phát sanh. Bây giờ chất gió phát sanh mình khó thấy quá. Bây giờ mình khó thấy cái này đó. Thì nhưng mà mình thấy cái sự mà dơ chuyển động nó bước. Khi mình bước thì mình cảm thấy có cái sự nặng nhẹ nhẹ. Hoặc là khi mình đụng gót chân thì mình có thấy sự cứng mềm. Thì nó cũng là thực tính pháp vậy đó. Hoặc là trong lúc mình dơ chân mình bước thì nó có những cái cảm xúc. À, chẳng hạn như mình có cảm xúc thấy hơi khó chịu, hoặc là cảm xúc thấy nhẹ nhàng thì nó có những cái đó, thì nó cũng là thực tính pháp. Thì tại sao mình không bắt những cái thực tính pháp đó mà mình phải bắt buộc phải bắt cái thực tính, bắt về cái bản thể gió? À, đây là cái vấn đề mà con cũng thỉnh sư quan hệ giải thích. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn hiền, kính thưa chư vị, chúng tôi nói nhiều lần về đại huynh không có để ý. Chúng ta nói bất cứ một đối tượng nào cũng có thể quan sát cả bốn cái điều gọi là tứ niệm xứ cả. Thành ra mình đương đi cái đó mà mình ở trong cái niệm thân, bởi vì cái bản chất của mình, cái cá tánh mình phù hợp niệm thân thì mình nhìn cái đó lâu hơn, nhìn cho nó rõ cái đã trước khi mình chuyển qua cái khác. Chứ bây giờ mới nhìn cái tâm nhảy qua nhảy lại hoài làm sao mình biết cái đó là cái gì. Bởi vì đã nói thiền tứ niệm xứ một đối tượng mà thôi, vẫn có thể quan sát cả thân thọ tâm pháp, mà nhớ chuyện đó.
Mà cái quan sát thân thọ pháp là nó dựa một phần lớn vào cái cá tánh của mình. Bởi vì cá tánh là gì? Là một cái thường nghiệp phát sanh nhiều đời khi mình hành những cái pháp như vậy. Thành ra mình phải lợi dụng nó để mình thấy cho rõ ra đó. Nhưng mà thấy được một cái rồi là thấy hết mấy cái khác. Lúc đó mình muốn đổi qua thân thọ tâm pháp gì cũng được đó. Nhưng mà cái đầu tiên mình bước theo cái điều kiện của ông thiền sư là ông nhìn cái cá tánh của mình như thế nào, ông thử thì mình nó làm theo đó để mình thấy rõ cái đó. Chứ nó không có gì mà ấy đó. Chứ nếu mà là cái thứ mà ở trong trường thiền 57 năm này muốn làm gì cũng được, không sao, mình thấy được cái những cái sự chuyển động như vậy thôi. Chứ còn bây giờ mình chưa hết mà mình cứ thay đổi giống như mình lên xe, mới lái xe mình chuyển hết sang hết len này tới len nọ rồi chuyện gì xảy ra? Không gặp cảnh sát thì cũng gặp Diêm Vương à, phải không? Thành ra mình phải dựa vào một số technique để mình làm cho cái điều kiện quan sát của mình nó có năng lực, tức là cái niệm với cái tệ mình nó có năng lực cái đó. Rồi mình mới có thể mình tự do, mình muốn làm gì làm. Mình muốn chuyển thế nào chuyển cũng được, nhưng mà thường mới vô đó, ở những đường tiền khó không cho quý vị gì chuyển đâu. Cho tới khi nào quý vị rõ ràng, quý vị làm pháp, quý vị rõ ràng không có cho quý vị chuyển. Mà chúng tôi cũng lặp lại lần là một, bất cứ một cái đối tượng nào chỉ cần hơi thở thôi cũng có thể quan sát được cả bốn đối tượng như vậy. Nghĩa là vừa quan sát, vừa là hành thiền chỉ được, vừa hành thiền quán, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp được. Chứ không phải là phải niệm thân không. Không phải. Niệm thân không là đối với người sơ cơ, chưa nhận dạng được những cái điều kiện đó. Mình khi mà mình đã nhận dạng được như vậy rồi, mình buông được cái chế định pháp rồi, thì mình có thể mình quán thở đạo được. Đó. Ví dụ như mình cảm thấy lực hay là cảm thấy khó chịu thì mình biết cái đó quán tỏ, thì mình đi qua quán tỏ, hoặc là cái tâm nó có cái trở ngại gì thì mình chuyển qua quán tâm. Mà khi quán tâm mình nói là tâm có tham, nếu mình quan sát một cách sơ khởi là tâm có tham thì ở trong quán tâm. Nhưng mà nghĩ tham đây là một trong năm cái pháp của truyền cái, thì mình có thể niệm pháp để chứ mất gì đâu, thấy không? Nó rất là dễ, nhưng đối với những người nào mà có kinh nghiệm rồi, còn mình chưa kinh nghiệm là phải từ từ. Mình có thể bỏ một số cái điều kiện nhỏ để làm cho cái điều kiện mà mình thấy đang quan sát nó rõ ràng chắc chắn hơn. Khi mà mình nắm vững chắc chắn rồi thì mình đổi sao cũng được, còn nó chưa chắc chắn mình đổi là mình tiêu. Nam mô Bổn Thầy á. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, dạ con kính chào đạo tràng, dạ kính cảm ơn thầy kinh đã đặt câu hỏi ạ. Dạ thưa ngài, nãy giờ con nghe ngài giảng đó ngài. Ngài nói là có 6 sự chuyển động của gió khi mà mình ngồi thiền đó, mình quan sát đó ngài. Dạ con kính xin ngài giảng rõ, chắc thầy kinh thì biết cái vụ này rồi, mà nhưng mà tụi con đó ngài, tụi con chưa có nắm rõ, dạ kính xin ngài có thể giảng rõ thêm cho tụi con được hiểu thêm ạ. Con rất là sao thú kính tri ân ngài ạ. Dạ con xin xin mít ạ. Giảng xong rồi thứ sáu tuần tới thầy kinh vô nguyên nhân kỳ duyên không giảng cho quý vị đó. Từ giấc gió trong người mình đó, nó có 6 loại. Bữa trước nghe nói hình như quý kinh có nói rồi mà, nghĩa là xuống lên ra vô, tức là thổi ra vô rồi qua bên hông bên đấy là 6 hướng nha. Nó vậy đó, nói hoài không chưa học á. Thấy chưa, biết lắm rồi. Bởi vì học sợ, học xong rồi cái huynh không còn học trò nữa. Đó. Thành ra mình ngày mình nói dùng nợ là nó thổi lên, gió nó lên. Chứ đâu có ai làm cho nợ đâu. Nhưng mà cái chịu cái những cái tác động đó. Hoặc là mình làm cái việc mà mấy người ở ngoài Bắc rồi đánh rắm đó. Xuống. Bụng phòng. Nó phải nhiều chuyện đâu đó. Thành ra để mà mốt tới sách pháp thì kinh sẽ nói kỹ hơn cho quý vị nghe. Dạ, tôi nói là mốt tới ngày đó quý vị trốn học hết, quên kinh cư tôi tâm mô với thầy. Dạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ.
Trời ơi thầy ơi, thầy chưa có nói cái vụ này mà thầy, con nãy giờ con nghe hả, con nghe ngài nói hả, con rất là hoan hỷ, tại vì ngài nói mình ngồi thiền mình phải, ủa có hả, vậy chắc bữa đó Nguyên Trang nghỉ học hay sao vậy ta, chết rồi, chắc bị la quá, dạ, tại con nghe ngài khi mà ngài nói cái khi có nói rồi, phải không á. Dạ, thì con nghe ngài nói nên con có đón Nguyên Trang. Vậy là mẹ muốn đón Nguyên Trang trúng học rồi, sorry, xin lỗi. Dạ, nên con nghe con rất là muốn biết. Chưa Nguyên Trang ơi, ổng có nha, có, vậy là có người nghe, có người không. Dạ, rồi, dạ con xin. Thôi bây giờ, dạ con, hay là ngài nói chúc cho tụi con đi ngài. Dạ, dạ. Dạ ngài, con kính xin ngài nói chút thầy kinh có cái ý hay khác ngài, có ý hay khác ngài. Dạ chào con, dạ con xin tống hối, dạ con kính thỉnh ngài lại lần nữa nha ngài. Dạ con chờ thầy kinh lâu quá ngài. Dạ con xin xuống ít ạ. Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bạch chư tôn ngài, dạ kính thưa chư vị, nói vậy là không được, mình đang nói vậy được, sư qua mặt đâu có được nha. Hãy để ngày thứ sáu tuần tới đi, nhớ nhắc ông là ông giảng chưa. Không, trong rung nguyên như kỳ nhiên điều ấy, chúng tôi có nghe loáng thoáng là mà không biết nói đó liên quan tới chuyện gì hay là chuyện gì đó không biết, nhưng mà chắc chắn là dạ có nói rồi, là quý vị check lại đi ha. Chứ còn này nói rồi chúng tôi nói là cái nó kỳ quá, lỡ chúng tôi nói trật thì sao, chờ đi nghe bên ra thế nào cũng giảng lại. Yeah, Nam mô Bố Thầy á. Dạ vậy Nguyên Trang tối nay phải ngồi phải quỳ phải quỳ đúng 15 phút phạt rồi, nghe rồi mà không biết. Rồi thì sẵn cái vụ gió này giờ con sẵn đặt câu hỏi về cái vụ phòng xẹp đó, ví dụ một người ngồi quan sát hơi thở, một cái bụng phòng lên cái nó xẹp xuống, thì theo như sư nói là cái đó là bản thể gió, cái chất gió ở trong bụng phòng lên xẹp xuống, cái sự chuyển động của gió, mà trong khi mà mình hít vào cái hơi thở thì hơi thở nó cũng là gió, mà cái sự chuyển động trong bụng cũng là gió, thì bây giờ mình phải biết cái nào là gió, mà nhiều khi đang trong lúc chuyển động cái bụng thì nó có những cái gió khác nó phát sinh, thì như vậy mình phải bắt cái nào để mình mới thấy được vấn đề mà cái bản thể pháp cho nó đúng. Dạ con thỉnh sư. Nam mô Bố Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư vị, thì ông thiền sư ở trường mà thiền ma sĩ ông đã nói rồi đó, chitta chá qua vô tha tụ, tại vì mình cần phải biết cái chất gió đó nó hoạt động phòng xẹp này, nó phát sinh từ tâm, cái tâm của mình, để mình thấy cái chất gió rồi mà thấy cái nhân làm cho cái bụng chuyển động, nhưng chứ không phải mình nhìn cái bụng chuyển động, mình nhớ đó, mình em vòng chợ là nhìn cái bụng chuyển động, nhưng phải mình quan sát cái nhân làm cho bụng chuyển động, cái nhân làm cho cái bụng chuyển động là chất gió, nhưng mà chất gió nó phát, tại sao mà chất gió nó phát thanh vô đâu, phát thanh vô cái tâm của mình, bởi vì để cho đất nước gió lửa nó có bốn cái điều kiện phát thanh vô nhân nghiệp cho tâm rồi đó, thì cái chất gió đó nó có nhiều loại, nhưng mà chỉ quan sát được cái chất gió phát thanh vô tâm mà thôi, mình nhớ chuyện đó. Ta đã nói rồi, mình chịt tài cháo qua vô tha tụ, mình quan sát cái khác cũng được. Bởi vì quan sát cái khác thì mình sẽ không thấy cái nhân gần của nó. Mà không thấy cái nhân gần của nó giống như là mình thấy quả, mà không thấy nhân thì nó không có cái pháp tiến bộ trong pháp hành. Thành ra người ta bắt buộc là mình phải biết cái đó là cái gì. Đó. Thành ra ông thiền sư nói rất rõ ràng, chịt tài cháo qua vô tha tụ nói rất rõ ràng, ông để thấy cái đó thôi, còn cái khác ông cần. Ông nói mình không cần bởi viết thấy. Nó gió nó phát sinh nhiều loại lắm, nên là bình thường nó đã có 6 loại rồi. Rồi nó thêm cái hơi thở vô. Mà cái hơi thở vô đó nó chỉ vô tới phổi thôi. Rồi cái chất gió trong nó làm cho mình chuyển động đó, nếu mình không có cái tác ý mà muốn cho nó chuyển động á, thì chất gió nó không phát sinh cho tâm, mà nó có thể phát sinh do nghiệp do cái chuyện khác. Mà do nghiệp cho chuyện khác thì cái chuyện đó rất là khó cho mình để mình quan sát tận gốc tận rễ của nó, bởi cái nhân gần mình không thấy. Vì dĩ nhiên là nó phát sinh nó cũng có nhiều cái trùng duyên khởi mà làm ngay được, nhưng mà chỉ chọn được một cái loại đó là phát sinh do tâm mà thôi, chứ còn những cái chất trong người mình nó cái tâm khởi vậy đó, nó phát sinh được nó trùng duyên khởi chứ không phải một hai nhân đâu, mà chỉ cần tìm cái nhân mà mình có thể mình nhận dạng ra được nó là như vậy.
Chứ còn nếu mà nói thì thôi chứ nó có cái ngạn chuyện nọ mình chạy chạy theo gió không, mình thành gió luôn. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính lãnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Dạ không biết thầy kinh còn thắc mắc nữa không ạ? À? Tại con chờ con không thấy. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ không biết thầy kinh còn nghe. Dạ coi chắc thầy bị rớt mic hay sao rồi ta. Ồ sa thú. Dạ dạ con kính gửi mic lại cho thầy kinh ạ. À. Dạ sa thú sa thú. Dạ kính gửi từ thầy bao. Tính để cho quý vị hỏi chứ ai thắc mắc gì cứ cố gắng đặt câu hỏi lên, room nay cũng đông quá à. Tính nhường để cho quý vị hỏi. Dạ thì trả lời cái vụ phòng xẹp cho thưa sư, để con đặt thêm câu hỏi để cho giúp cho mọi người cũng sáng tỏ hơn. À, ví dụ như mình ngồi niệm phòng xẹp thì giờ mình thấy cái sự chuyển động của bụng mà lúc đó mình có cảm giác được đó là cứng là mềm, thì khi mình thấy được cái sự cứng sự mềm đó, cái sự đó nó phát sinh đó, mình quan sát mình thấy đó, thì cái đó có phải là pháp thực tính hay không? À, con cũng thỉnh chưa. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kinh bạch Địa Tôn, hạ dạ kinh thưa chị quý vị. Dĩ nhiên nó là thực tính pháp nhưng nó nằm trong cái mục khác. Mục mình quán về tứ đại hay cái gì đó thì đó là những cái chuyện khác. Còn ở đây đó, ở đây là mình nói mình là thiện minh sát. Thì mình quán cái nào mà nó cái thực tính pháp nó rõ ràng và mình biết cái nhân của cái thực tính pháp đó nữa. Chứ còn nếu mình quán cái đó không đó, mình nói mình hành thiền chỉ thì không ai nói gì đó. Bởi vì thiền chỉ nó chỉ cần quan sát cái hiện tượng của cái đối tượng đang phát sanh mà thôi. Chứ nó không cần biết cái đó từ đâu tới, nó không có khe. Không có khe. Còn nếu mình đã nói nếu thiền minh sát là phải có nhân quả đàng hoàng. Chứ mình nói cái chuyện mà lơ lo thì không được. Phải có nhân quả đàng hoàng. Bởi vì cái cử động trong cơ thể này đó, nó thường nó phát sanh do bất cứ cái chất gì đi nữa. Nhưng mà cái nhân chất của mình vẫn phải là cái tâm. Mình đi cái là do tầm chứ mình không thể do khác. Đi đứng nằm ngồi thêm ngồi xuống vậy. À. Chứ không thể nào cái khác được. Đó. Ừ. Mình nói thành ra mình biết nó là cái gì thì cái pháp nó phát sinh mới là đúng theo cái tướng trạng của nó mà mình phát sinh. Mà khi nó phát sinh mình dùng cái tâm của mình thấy mình mới thấy đúng được. Chứ còn nếu không rất là khó. Không khó lắm chứ không phải dễ đâu. Đó là tại sao người ta cần mình thấy cái đó, bởi vì thường thường mình học tự pháp, tại sao ta nói là có bốn điều kiện này gọi trợ tụ lắc hành hạ đó, nhưng cái quan trọng nhất cái cuối cùng là cái nhân gần của nó, thấy không? Phải làm coi cái đó đúng là khi mà làm thiền pháp cũng phải thấy được cái nhân gần để đưa tới hành động đó. Chứ còn nếu mà không thấy nhân gần thôi chứ giống như nói theo cái kiểu mà ta tìm ra trùng trùng duyên khởi là mình chết thôi, không biết làm gì. Thành ra cái đó là cái quan trọng. Và mới biết nó từ đầu ra. Chứ còn như mình giờ mình nói quan sát tứ đại thấy cứng mềm sao thua vậy đó. À. Thì nó bởi vì nó là tự pháp mình có thể thấy được. Nhưng mỗi cái nhân nào làm cho nó phát sanh thì cái đó là nó phải do nghiệp. Có thể do vật thực. Mà do nghiệp thì thôi chứ mình làm đâu có khả năng. Mà do vật thực thì mình phải biết rồi cũng chưa chắc có khả năng. Nhưng mà do tâm, tại vì cái chất đó nó phát sanh theo cái nhân là tâm đó, thành ra nó phải phát sanh theo cái lộ trình của tâm và nó sanh diệt theo cái chiều hướng của cái lộ trình tâm đó. Mà nhớ chuyện đó, mà khi nó sanh diệt theo chiều hướng lộ trình tâm đó, mình ngoài cái mình nhận dạng nó là thực tính pháp loại nào, nhân là loại nào mà còn thấy được sự sanh diệt của nó, bởi vì sắc là nó phát sanh liên tục. Nên nhớ đó, tại sao phát sanh liên tục, bởi vì nó có bốn cái điều kiện liên quan là nghiệp, là tâm, là vật thực, thời tiết. Mà bốn cái đó biết nó phát sinh biết bao nhiêu mà mình không có tìm thấy được cái nhân của nó từ đâu ra thì không thể nào thấy được. Nên nhớ cái sắc mà phát sinh do tâm đó, nó sinh diệt theo từng lộ trình tâm. Còn những cái sắc khác chưa chắc, bởi vì cái lộ trình tâm nghĩ rồi nó cái đầu lộ trình tâm này nó sắc đó, cái thức đó, loại đó nó bắt đầu phát sinh. Nhưng mà nếu nghiệp đó là sinh, nghĩa là tất cả các tiểu sanh na của nó vẫn có sắc phát sanh nghiệp á, hay là vật thực cũng vậy, tất cả các lộ sanh gây
cái tiểu sát na của những cái phân tử đó, nó đều có sắc hoặc xanh theo hết. Thì giờ mình làm sao mình thấy được nó? Thành ra bắt buộc mình phải lựa là cái nào nó có cái nhân mà mình có thể thấy được cái nhân đó, là gọi là nhân gần, nó phải thấy được, chứ không thấy được rất là nguy hiểm. Nam mô Bích Thầy. Sa thú, kính trời thượng tọa Lục Tông. Nhưng mà có một số cái trường hợp như vậy, nếu mình nói theo về mà những cái nguyên nhân nó phát sinh vậy, do nghiệp, do tâm, do thời tiết, do thực, nhưng mà có một số người ta không có học về Phật pháp, người ta không học về pháp nè, người ta không có biết đó, nhưng mà người ta hành thời gian, người ta cũng có thể khả năng thấy ra được những điều đó không, chứ thấy ra được những cái sắc này do tâm tạo, người ta có thể thấy được như điều đó hay không. Con thấy cũng có nhiều người, người ta đâu cần học gì đâu, người ta vẫn hành, có thể người ta nói người ta sẽ đi đến một cái tuệ quán cũng khá sâu. Thì vấn đề này thì con không biết là theo như ý sư, thì giờ một người người ta không có cần phải nghiên cứu về pháp, người ta có thể thành tựu được về cái thiền quán này không ạ? Dạ, con cũng thỉnh sư. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Thầy Gia Kinh Thưa Chư Vị. Thời này thì bảo đảm là không thành tựu, bởi vì chúng sanh thành tựu nó có hai loại. Đó. Loại thứ nhất là nghe từ miệng Đức Phật, loại thứ hai nghe từ miệng các vị tinh văn khác. Mà bây giờ đó, thời buổi này tinh văn vẫn còn, nhưng mà mình không có khả năng đó, ra mình cứ tập theo lời trình bày trong sách vở hoặc trong những cái loại chú giải thôi. Thành nó có những cái mình nhìn mình thấy vậy, nhưng mà cái sự chính xác của nó đó không ai bảo đảm hết. Nhớ vậy đó. Thành ra điều mình tập, cố gắng tập là để đừng có sai, nó nhớ vậy đó, đừng có sai. Là phải dựa cái nào là có trong chú giải, có sẽ giải đàng hoàng, và thầy sư ổng là tư thiệt đó, ổng phải chứng nhận cho mình là có thể làm như vậy được thì mình mới làm. Chứ còn bây giờ đó mình đã không có pháp học thì mình không có khả năng. Mà nếu mình nói là kiếp đông nhiều cái trước mình học rồi đó, xin thưa quý vị, thì quý vị xuất hiện khoảng ngàn năm đầu của giáo pháp thôi, chứ còn bây giờ là thứ là về ba la mật là hay không. Chổm như lắm nha, hổng lắm. Thành ra cái lần mò mà xin thưa với quý vị đó, bây giờ mình có nhau thì sẽ dạy mình đó, nhưng mà tôi xin thưa với quý vị đó, dầu đang học làm giỏi cách nào nữa, làm thầy sư này kia em sợ, nhưng mà quý vị nhớ cái điều đó, chúng ta thí dụ là người mù dẫn người đuôi đi mà ở trước sau ông lọt giếng hai, là nhớ đó. Bởi cái gì, cái sự mà thấy biết chắc chắn là phải là bậc thánh. À, mình không có khả năng, không có cơ hội, không có khả năng để gặp bậc đó. Thành ra mình chỉ dựa vào một số cái điều kiện của sách vở mà thôi. Mà của sách vở rồi đó, thì người mù tại sao gọi là người mù dẫn người đuôi đi? Tại người mù đi đó, nó có cái gậy, còn người đuôi không có cái gậy. Thành ra trước sau cái ai cũng lọt hố đó. Rồi nhớ gì đó. Thành ra cái người mà nơi như Quỳnh nói đó, hạ thủ công phu có thể thành được này, đó là ủng có tị tinh nhu hoặc quyết tị tinh nhu. Còn mình cỡ nào? Mình cứ nghĩ ra mình cỡ nào đó. Thành ra mình đừng để rồi cái tâm mình nó lọt vào tà kiến đó, đó là nó nguy hiểm cho nhiều kiếp. Thành ra cố gắng cái chỗ nào mà nghĩa thiền sư có khả năng mà giảng giải cho mình đó. Quý vị muốn coi thiền sư như nào vô trong thanh tịnh đạo, nó sẽ nói rất rõ ràng thiền sư phải là người thế nào, chứ không phải là ai đâu đó không biết dỗ ngực tôi thì sư cái mình nghe hay quá, mình tới mình đi xin học rồi tối ngày cái gục à biết gục à, mà giờ dở biết dở này kia xong, nó toàn là chế định không, mà chế định nó không thể tìm thấy thực tính pháp này, thì làm sao mà đi xa được, mà mình cũng chưa chịu tỉnh ngộ, mình lỗi cái gì, thấy không? Để một hai ta ấy nữa là cái tới ngày giáo pháp xì rồi thì có ngồi khóc đủ nước mắt đều khóc. Bây giờ còn pháp học, ráng học pháp học cho nhiều đi. Học pháp học 70-80%, nhưng pháp hành của 20% được để gieo duyên cho cái cơ hội mình gặp được cái bậc mà có khả năng chỉ dẫn mình đó. Có mặt mình gặp được những bậc đó thì nó bao đảm hơn. Chứ còn bây giờ mình nó qua nói chứ, người mù với người đuôi dẫn nhau đi cũng là rất là nguy hiểm ha. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiện Giả Kinh Thưa Chư, xin năng của xin lỗi trong đạo tràng tất cả phước báo nào phát sinh do sự thích pháp trong ngày hôm nay, xin hãy là mỗi duyên lành để tất cả chư tôn hiện giả cùng cần xin năng của xin lỗi trong đạo tràng có khả năng thấy được giáo pháp.
chứng được những điều quý vị mong ước ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Thầm Mài Giả, Nam mô Sẵn Khai Giả, Nam mô Đạt Tăng Na Tây Giá Xã. Dạ sa thú lành thai. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Liễu Tông đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con tiến gần đến lời của Đức Thế Tôn dạy, xa điều ác, gần được điều lành, để chúng con được lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu hay dài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đánh giá với Ngài, cầu mong phước này, nhất là Ngài Liễu Tông, cầu mong phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ con cung thỉnh Ngài Liễu Tông mở VM giùm con ạ. Con có việc con muốn mạch với Ngài. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá, dạ con. Rồi, ngày rời rung luôn rồi. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá, con không biết Ngài, dạ con cung thỉnh Ngài Trí Đức từ bi quan hỷ trở lại đạo tràng. À, con thấy Đại Đức Nguyên Trang trả lời đạo tràng rồi. Dạ, Đại Đức Nguyên Trang có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để chúng con sám hối xong thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng ba đà phạn sum và ruột tam ăn Bụt thệ vô kha lý tổ đô sơ Bụt thô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng thầm anh cha được vị thân và răng thầm mê vô kha lý tổ đô sâu thầm mô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng sằng khanh cha được vị tho tam ăn sằng khê vô kha lý tổ đô sâu sằng khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ Đại Đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con không bạch sư? Con thấy sư chạy ra sẽ vào, con không biết sư có nghe được âm thanh con không ạ? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con coi coi sư còn trong chung không. Có mà. Dạ, một lần nữa con thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tiểu bạch sư. Vậy là sư không nghe được âm thanh con rồi. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con cũng thỉnh Ngài Trí Đức. Dạ, con thỉnh Ngài, Ngài từ bi chúc phúc cho đạo tràng ạ. Dạ, Ngài Trí Đức có nghe được âm thanh con không? Dạ, cảm ơn Quang Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa con cung thỉnh Ngài Trí Đức. Đại Đức Pháp Trang không nghe được nên Ngài Đức Pháp Trang đã rời room rồi. Dạ, con cung thỉnh. Dạ, con thấy Đại Đức Pháp Trang trở lại đạo tràng rồi. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Con thấy sư chạy ra chạy vào rất là nhiều lần. Ma Bích Thanh Trang có nghe được âm thanh con không bạch sư? Chỉ là Ngài Chị Đức cũng không nghe được, Đại Đức Trang cũng, dạ thôi bây giờ tụi con tự xử đi. Dạ, đạo tràng có đồng ý. Dạ, bây giờ mình tự xử. Nguyên Trang con trước máy không? Dạ, Quang Nguyệt con trước máy không? Dạ, bây giờ mình tự xử nha.
Tại vì quý ngài chắc không nghe được rồi, không thấy tín hiệu gì hết. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, bây giờ mình tự sự, dạ. Dạ, tự sự là có nghĩa là mình hồi hướng và phước đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. À, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng ghế Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh để hồi hướng và phước đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn thiền vụ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ. Ni tha bồ tát ni sa ma ga ta ni phụ ma ni hòa gia ni qua an ta li khê tha tha ga ta tăng đề qua bồ chư tăng bồ tăng nam ma sa na su wa tu giả ni tha bồ tát sa ma ga ta ni phụ ma ni hòa gia ni qua an ta li khê tha tha ga tăng đề qua ma nu su bồ chư tăng tham mang nam ma sa na su wa tiền hậu tu gia ni tha bồ tát ni sa ma ga ta ni phụ ma ni hòa gia ni qua an ta li khê tha tha ga tăng đề qua ma nu su bồ chư tăng sẵn khăn nam ma sa na su wa tiền hậu tu hạng khu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng khu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng khu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, mà hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đa coi giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, mà hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, động vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thuộc tranh cõi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam Mô Bích Tha giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cộng mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đà Pháp Quang, chùa Phước Quang, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tông đức pháp thể thinh an, bồ đề tâm kiên cố, tạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni pana sabbat cha tu, y đăng quân nhân ni pana sabbat cha yo ho tu, y đăng quân nhân ni pana sabbat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chi tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chúng mình, cũng như cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu. Ngày mai quan lâm vào rơm theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con.
Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân với Ngài. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng với anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha giá, con kính chúc quý Ngài. Nhật Quỳnh kính chúc với anh chị em đạo hữu luôn được an vui, tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng đã đặt câu hỏi cũng như cảm ơn Nguyên Trang rất là nhiều đã giúp hôm nay làm thị giả cho Ngài. Dạ, bây giờ thì con xin phép được để trong ban điều hành chúng con để bài kệ kinh và sau đó thì chúng con cũng xin phép được khép cái room. Nam mô Bích Hà giá. Dạ, kính chào tạm biệt đạo tràng.